Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình voi, thì nay bên shop lại tiếp tục về. Hàng thì nó sẽ là hàng 1 lít 2 nhá. Đấy, hàng sẽ về theo lô, có lô thì 1 lít 2 và có lô thì 1 lít rưỡi. Đó, lô này thì nó sẽ là hàng đây. Hàng này của nó thì là 1 lít 2 các nhá, 1 lít 2. Đấy. Và con này ưu điểm của nó là sử dụng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Các bác lưu ý cho em này. Đấy. Ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút nhá, một cái ống hút như này. Một ống hút như này. Đấy, khi các bác dùng thì các bác lắp cái đầu ống hút này vào đây cho em này, lắp ống hút này vào đây cho em là các bác sử dụng thôi. Đó, và các bác chỉ cần là bật cái nắp này lên này. Đấy là các bác có thể uống được luôn nhá. Đấy. Hút trực tiếp được luôn. Đấy, các bác có thể uống. Hút trực tiếp vào cái đầu này luôn nhá. Ở cái đầu bé này, cái bên cái miệng bé này các bác có thể hút trực tiếp được luôn này. Đấy, còn cái bên miệng to này thì các bác có thể đổ uống. Còn các bác có thể hút trực tiếp trên cái miệng bé này, rất là ngon này. Nắp đậy của nó rất là ngon này. Đấy. Thì cái lô này nó sẽ cải tiến hơn một chút là nó sẽ là hút trực tiếp luôn, chứ cái đầu vòi của nó sẽ không đẩy lên nữa, mà các bác cứ hút cái bên miệng bé này cho em này. Đấy, hút cái vòi bé này. Đây các bác hút miệng trực tiếp vào cái vòi bé này là nước nó sẽ lên. Thì nó có ống dẫn đây rồi. Đó là nước sẽ lên đến tận đáy luôn. Các bác cũng không cần phải ngửa cổ lên nữa. Đấy, không cần phải ngửa cổ lên. Đấy, còn bình thường thì các bác có thể xoáy ra uống trực tiếp như này. Hàng inox 304 nhá, su 304, dày sáng bóng. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ bên ngoài thì nó là thuộc dạng là phủ một cái lớp sơn tĩnh điện xám nhá. Đấy, nhám, quai sách rất tiện ích cho các bác luôn. Hàng rất đẹp, rất xịn sò. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá, bình voi. Giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này các bác này. 160k nhá. Đấy. Giá chỉ có 160 cành cho một con bình voi như này thôi. Hàng chất lượng và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là bình voi nhá. Bình voi giá của nó sẽ là 160k. 160k cho con bình voi như này các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Qua lên cho em là bơm 1 ti. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon nhá và rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Daisen của Nhật các bác này. Đấy. Và nó sẽ là con này bán bao nhiêu đấy? Nó sẽ là dòng 1 xi lanh này. 1 xi lanh nhá. Rất là tiện con này. Đấy, 1 xi lanh. Để đây để quay tạm. 1 xi lanh rất là tiện nhá. Đấy. Hàng 1 xi lanh siêu tiện dụng cho các bác luôn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành cho một con 100 cành cho một cái 100 cành cho một cái bơm 1 ti như này. Đấy, có đầu dây kết nối với các cái đầu vòi bơm này, đầu bơm xe đạp, xe máy này, rồi dây của nó sẽ là thuộc dòng là dây mềm nhá. Đấy, dây vải mềm dùng cực kỳ là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bơm như này. Lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti. Giá sẽ là 100k trong con bơm 1 ti như này. Các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti. Bơm 1 ti giá sẽ là 100k cho một con bơm 1 ti như này. 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dao chặt đây. Con này thì các bác lên cho em là dao G49. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con dao G49 như này. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em là G49. Hàng thì của thương hiệu Wattbo của Nhật, cũng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Chất thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Nó nặng thì chỉ tầm khoảng 3-4 lạng thôi. Con này các bác dùng để vừa chặt vừa thái được không nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái cũng rất là ok, rất đầm tay. Hàng thương hiệu Wattbo này. Đấy, Yoshikin này, Yoshikin Japan nhá. Đó. Đây, con này thì các bác có thể dùng để mình thái chặt đều được hết nhá, hàng siêu bén luôn. Đấy, một con dao chặt mà em có thể dọc được giấy bóng như này là các bác biết cái độ bén của nó khá khủng khiếp rồi nhá. Đấy, độ bén của nó rất là bén luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là dao G49. Giá sẽ là một dao G49 như này, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Hàng siêu bén luôn. Một con dao chặt nhưng mà các bác có thể dọc được giấy như này là các bác biết rồi, rất là bén các nhá. Rất là bén luôn. Đó. Lên mã giúp em là dao G49.
giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy, 150.000 cho một con dao chặt G49 như này nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá rất là tốt nhá. Đây anh chị em là dao G49 này, dao G49, giá sẽ là 150k nhá. 150k một em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọ thả bồn cầu nhá. Có lên cho em là thả bồn cầu lợn nhá. Đấy, nó sẽ là hình con lợn như này. Về nhà các bác chỉ cần là lấy cái nắp này ra thôi. Đấy, tháo cái nắp này ra cho em này. Sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu thì nó sẽ ra cho các bác cái một cái các bác lên mã giúp cho em là lọ thả bồn cầu lợn nhá. Giá của nó sẽ là thả bồn cầu lợn, giá sẽ là 15.000 cho một lọ thả bồn cầu lợn như này nhá. Đấy. Thả bồn cầu lợn giá sẽ là 15.000. Đó. Thì các bác lên cho em là thả bồn cầu lợn nhá. Đó. Thả bồn cầu này. Thả bồn cầu lợn giá của nó sẽ là 15k. 15k cho một cái lọ thả bồn cầu lợn như này nhá. Đấy, 15.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là kìm này rồi cúc tiếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, về nhà các bác có thể dùng để mình sửa chữa bấm những cái cúc áo mà nó bị đứt này, hoặc là tăng cường thêm đấy, ở các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Lên thêm là kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này nhá. 40.000 cho cái bộ kìm bấm cúc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Cái bộ kìm bấm cúc quần áo này không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lực. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm cái cúc vào chứa tới 30 giây nữa, vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. Đây chắc chắn sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lười mang ra tiệm sửa thì mấy bà sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lực. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn ở nhà, quần áo lỡ có mà bị rộng hay là mấy cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định lại thì mình có thể bấm cái cúc vào chứa tới 30 giây nữa, vừa tiện lợi mà cũng thẩm mỹ. Đây chắc chắn sẽ là món đồ cực. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm chỉ nha khoa nhá. Các bác nên cho em là tăm chỉ nha khoa thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một dây như này. Một dây như này bao gồm là 3 hộp và mỗi hộp này của nó sẽ là 50 chiếc, chứ là tổng của bác mua sẽ là 150 chiếc cho 3 hộp này. Đấy, và giá thì chỉ có 20k thôi. 20.000 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăm chỉ nha khoa. Tăm chỉ nha khoa, giá sẽ là 20.000 cho một dây. 20.000 cho một dây tăm chỉ nha khoa nhá. Đấy. Lên cho em là tăm chỉ nha khoa này. Tăm chỉ nha khoa 20k trên một dây nhá. 20.000 trên một dây như này. Một dây của nó là 3 hộp, mỗi hộp 50 chiếc, tổng sẽ các bác sẽ có là 150 chiếc cho một dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tự động của Nhật nhá. Ô dù tự động. Đấy, ô dù tự động đây. Và nó sẽ là một cái dòng ô rất là dày dẫn chắc chắn, nan của nó là nan thép nhá, khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ là một cái con ô như này và nó sẽ là dòng tự động hết nhá. Đây, bật ra này, mở ra nó sẽ tự động này các bác này. Đấy, nan của nó sẽ là nan kép. Đấy, và có 10 nan, đường kính là 1 mét. Vải của nó sẽ là thuộc cái lớp vải gọi là nước đổ đầu vịt nhá. Vải tráng bóng, nước đổ đầu vịt, chống tia UV. Đó, chống tia UV cực kỳ tốt luôn, ngăn tia UV không xuyên vào làn da của chúng ta nhá. Đó. Và rất là nhanh khô. Vải nước đổ đầu vịt nên rất là nhanh khô, và khi ấn xuống thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ xuống này. Đấy. Lưu ý các bác là cái này là ô tự động, cho nên các bác không thể dùng như những cái ô truyền thống là các bác dùng bằng tay, mà các bác phải dùng bóp như này nhá. Bóp này cho nó ra này. Đấy, và khi cho xuống thì các bác nhấn cái nút này cho em này. Đấy, nhấn này thì nó sẽ thu vào này. Đấy. Và các bác chỉ cần ấn nó ngắn lại là xong. Khi mở ra thì các bác bấm như này cho em này. Đấy, và khi thu vào thì các bác cũng nhấn nút này nó thu vào này. Rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái ô như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đấy, khi cho vào thì các bác chỉ cần xoắn này là nó sẽ vào, rất là gọn gàng luôn nhá. Rất gọn gàng luôn. Đấy, nét Sony luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô Nhật tự động nhá. Đấy, ô dù Nhật. Lên cho em là ô dù Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này thôi. 80k nhá. Đấy, cho vào nó rất là gọn luôn. Đấy, lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Ô dù Nhật này, đó. Ô dù Nhật giá sẽ là 80k nhá.
80k cho một chiếc ô dù nhật như này, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Và giá rất là tốt nhá, 80.000 cho cái ô dù nhật như này. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá, ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá, 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này, đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này, đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này, đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá, đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết, đó. Đây, lắp đầu vòi như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này, một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này, các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này, xoáy cái đầu cam này ra cho em, sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em, đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này, mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này, đó, xoáy vào này cho em, đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này, đó, Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này, đấy, lấy nhiều tí, một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá, đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá, đấy, thả vào cái xô nước này. Đấy, lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này, đó, bóp cho nó, bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá, đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước, đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn các nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Thì rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Thì rửa xe các bác này. Thì rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Thì rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây, nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây, con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện.
không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó, xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây có thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, khá là ok quá nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây, xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy. Các bác cứ đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ xem cố gắng mua đủ cho em 200 là ok. Rất là đơn giản như đan rổ thôi các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop về cho các bác một cái mẫu gạt tàn con cóc. Mẫu này thì các bác lên cho em là cóc con nhá. Đấy, một cái mẫu cóc rất là mới này. Con này thì quá là nhiều tiền vàng luôn các bác này. Đấy, tiền vàng ngập tràn luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, toàn là các cái đồng tiền đây, một con cóc như này. Đấy, một con cóc ba chân như này rất là đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là cóc con nhá. Cóc con giá thì sẽ là 185.000 nhá. 185.000 cho con cóc con như này. Đó, 185.000 cho con cóc con như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cóc con này. Cóc con. Giá của nó sẽ là 185k nhá. 185k cho một con cóc con như này nhá. Hàng thì bằng hợp kim mạ đồng, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, dùng để gạt tàn thuốc này hoặc là dùng để trưng bày rất là đẹp này. Đấy, nó sẽ là hình một cái lư như này rất là đẹp này. Bên trên toàn tiền vàng không hết, hợp kim mạ đồng bao đẹp, bao bền màu, bao chuẩn chỉ cho các bác luôn. Con này các bác có thể bảo hành cho bác 5 năm về độ giữ màu luôn. Đấy, không bị xỉn màu, không mất màu nhá, nguyên vẹn màu như này. Hợp kim mạ đồng có tới cho các bác là tới 20% đồng luôn nhá, 20% đồng luôn, rất đẹp, rất chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái con dao vân gỗ nhá. Các bác lên cho em là dao vân gỗ, nó sẽ là một con dao cực kỳ chất lượng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 130.000 trong con dao vân gỗ như này thôi. Đấy, con này thì hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, đây để em thử test thử dọc dây bóng xem. Đây. Đấy, một cái dây bóng siêu dai như này mà nó còn dọc được đứt là các bác biết là dao rất là bén rồi các bác nhá. Hàng này phải là hàng siêu bén luôn thì nó mới dọc được dây bóng như này các bác này. Đấy, dọc đứt dây bóng như này các bác nhá. Đấy, còn đối với dọc giấy bình thường thì nó quá là đơn giản thôi. Dọc giấy bình thường thì không phải bàn được các bác nhá. Hàng siêu bén và siêu chất lượng và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là dao vân gỗ nhá, hàng của thương hiệu Seki Made in Japan này. Đó, Seki Made in Japan cho các bác nhá. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, bo đít này, bo đít bo đầu như này. Hàng đẹp chất lượng dao vân gỗ, cực kỳ là bén các bác nhá. Đây. Đấy, cực kỳ là bén các bác này. Đây, dọc giấy rất là ngon luôn nhá. Rất ngon các bác này. Đấy, coi theo. Rất ngon luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con dao vân gỗ như này. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Giá sẽ là 130k. Đó. Các bác lên cho em là dao vân gỗ này. Đó, dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ giá của nó sẽ là 130k trên một em nhá. 130.000 cho một em dao vân gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ nước khử mùi tủ lạnh nhá. Khử mùi tủ lạnh thì về nhà các bác mở nắp ra cho em. Mở nắp ra sau đó thì mình để vào trong tủ lạnh nhà mình ấy, để trong tủ lạnh nhà mình thì nó sẽ giúp cho các bác là khử mùi hôi tủ lạnh rất là tốt. Dung tích của nó sẽ là 200g. Đấy, thứ nhất là khử mùi tủ lạnh, thứ hai là giúp cho hoa cả đồ ăn thực phẩm luôn luôn là tươi nhá, luôn luôn là tươi và thơm ngon. Đấy, lên cho em là khử mùi tủ lạnh. Lên mã giúp cho em là khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mở nắp ra sau đó thì mình để trực tiếp vào trong cái ấy cho em. Đấy, trong cái tủ lạnh cho em. Đó, khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi này. Khử mùi tủ lạnh. Tủ lạnh giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một em khử mùi tủ lạnh như này. Về nhà các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em là ok. Đó, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, mở nắp ra và cứ để trong tủ lạnh là nó sẽ giúp cho các bác khử mùi rất là tốt luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái con đó là con rồng nhá. Các bác lên cho em là con rồng này. Đấy. Đây nó sẽ là một con rồng và cũng là hàng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, thì con này các bác dùng để gạt tàn rất là đẹp các bác này. Đấy.
chất liệu của nó thì 100% là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây. Lên mã giúp cho em đó là gà tàn con rồng nhá, gà tàn con rồng rất là đẹp luôn. Và giá thì cũng chỉ có cho các bác là 190.000 cho một con rồng như này thôi. Đấy, lên cho em là gà tàn này. Đấy, gà tàn rồng nhá, gà tàn rồng. Giá của nó sẽ là 190k nhá. 190k. Đó, chất liệu hợp kim mạ đồng có tới 20% đồng ở đây, bảo hành màu cho các bác trong vòng 5 năm luôn. Rất chất lượng các bác, dày rất chắc chắn, đánh rơi các thứ thoải mái luôn, không lo bị gãy bị vỡ nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 trong con gà tàn rồng này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Con này thì bên shop đang bán là 130, đợt này về cho bác giá tốt hơn một chút, nó sẽ là 120.000 trong con đèn mang sông như này. Đó, 120k trong con đèn mang sông. Hàng made in Japan con này. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, có công tắc và điều chỉnh chiết áp tăng giảm cho các bác luôn nhá. Có công tắc điều chỉnh chiết áp tăng giảm. Con này thì nó bằng nhựa nhưng mà nó khá là chắc chắn luôn nhá. Đấy, một cái dòng nhựa cứng cực kỳ đẹp, chắc chắn ở trong thì nó sẽ có cho các bác là một quả pin đây. Một quả pin 18650 này, 18650. Đấy. Thì con này nó sẽ dùng sạc nhá. Dùng sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em này, cắm sạc vào. Con này thì các bác có thể dùng để trên ban thờ này, để co trang trí này, phòng ăn, phòng ngủ, nhà hàng, khách sạn thì nói chung là rất là nhiều thứ này. Đấy, sân vườn cũng được, để ngoài sân vườn được, nó có cái mái che như này thôi. Mưa thoải mái luôn các bác nhá. Mưa thoải mái luôn. Đấy, chống nước cho các bác luôn nhá. Đấy, và đây thì nó sẽ có các cái mặt đèn LED như này. Các bác bật lên và có thể tăng giảm độ sáng được. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông. Đấy, thì hôm nay về cho các bác giá rất là tốt luôn, sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, về cho các bác cái giá tốt hơn một chút để các bác có thể mua cũng như là săn sale được các cái hàng, các cái mã giảm giá của bên em. Đấy, lên cho em là đèn mang sông, giá sẽ là 120k. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông. Mang sông, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn đội đầu của nhá. Đấy, lên cho em là đèn wifi. Con này thì nó sẽ là hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức và xuất sang Nhật nhá. Hàng của Đức xuất sang Nhật đây, made in Germany. Hàng của Đức xuất Nhật này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và con này thì của nó thì nó sẽ có cho các bác là cái phần đầu đèn này thì bằng hợp kim này, còn phần thân thì bằng nhựa này. Ở trong của nó có hai quả pin 18650 luôn, cho nên là pin cực kỳ sáng và sáng rất là lâu nhá. Và con này có chế độ cảm biến nên các bác dùng rất là tiện này. Thì các bác dùng để ăn cơm, ăn nước này, hoặc là buôn bán thực phẩm, nói chung là các bác dùng nó rất là tiện. Cá tép các thứ mà tay chân các bác bẩn, hoặc là các bác dùng bùn đất nhá, mà không muốn là muốn tắt nhưng mà không muốn chạm vào đèn thì chỉ cần là gạt qua này cho nó tắt này, bật này, tắt này, bật này, rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật này. Đây. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, rất chất lượng cho bác luôn, hàng Đức xuất Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 130 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Đó, lên cho em là đèn wifi, giá sẽ là 130.000. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Đèn wifi. Giá sẽ là 130k. 130k cho một con đèn wifi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là sạc rút đỏ nhá. Sạc rút đỏ, giá thì chỉ có 30.000 cho một con sạc rút đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này này. Đấy, một cái đầu sạc như này. Đấy, thì các bác có thể rút ra này, đây một đầu nữa này. Đấy. Và cái này thì về nhà các bác cắm, chiều dài của nó thì khoảng 7 đến 80 cm này. Đấy, và nó sẽ có 3 đầu nhá, có 3 đầu như này. Đấy, nó sẽ có 3 đầu như này thì các bác có thể sắm Samsung Type C và iPhone đều được hết nhá. Đấy, rất tiện dụng cho bác luôn. Đây, nó sẽ có cái lẫy để các bác có thể treo lên này, rất là tiện này. Đấy, có cái lẫy để treo lên như này rất là tiện. Và các bác rút này thả nó sẽ vào này. Đấy, con này thì các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Rất là nhỏ gọn, bỏ túi không lo bị rối dây. Đấy, rất là tiện và giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là sạc rút đỏ nhá, sạc rút đỏ giá sẽ là 30.000. Đó, lên cho em là sạc rút đỏ này. Sạc rút đỏ, giá của nó sẽ là 30k trên một em nhá. Đấy, hàng thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. 30.000 cho một em sạc rút đỏ như này. Rất tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn nhá. Giá chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sạc rút đỏ, giá sẽ là 30.000, cực kỳ tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái găng tay nhá. Găng tay lao động thì bên shop về nó sẽ có 3 màu, màu đen, màu xanh và màu ghi. Đấy, thì 3 màu như này. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Và con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng găng tay cực kỳ chất lượng xịn sò. Đấy, hàng của nó sẽ là dệt 4D và co giãn 4 chiều nhá. Dệt 4D co giãn 4 chiều. Dùng thì cực kỳ thoáng mát, êm ái nhá. Và các bác có thể dùng để mình
viết chữ cũng được hết nhá, cầm bút viết cũng được. Đấy, lái xe, lao động, làm nghề, làm thợ. Đấy, sửa chữa xe máy, tránh bị dầu mỡ nó dính ra tay, rất là tiện luôn. Đấy, làm thợ, làm nghề. Đấy, con này thì hàng cực kỳ đẹp và chất lượng và co giãn tốt, có bi cao su như này, có bi cao su chống trơn trượt nhá. Các bác có thể cầm nắm các cái vật thoải mái luôn. Đấy, dùng nó sẽ như thật luôn nhá, như tay thật luôn, không hề có một cái sự khó chịu hay là gượng gịu ở đây các bác nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động, bên shop sẽ bán theo combo nhá, bán theo combo. Đấy, găng tay lao động này. Đấy. Găng tay lao động nhá. Đấy thì con này thì sẽ là 5 đôi thì sẽ là bằng 40k nhá. Đấy. Và 5 đôi là 40.000 và 12 đôi. 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. 12 đôi là 70.000, còn 5 đôi là 40.000 thì một bịch này là 12 đôi này, 12 đôi tức là 24 chiếc trong bịch như này luôn. 24 chiếc găng tay mà giá thì chỉ có 70.000 thôi. Còn là 5 đôi là 10 chiếc thì giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bếp ga mini nhá. Đây nó sẽ là một con bếp ga mini nhỏ gọn đây. Đấy nó sẽ như này các bác này. Đấy bếp ga nhất là nhỏ gọn luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt, đi du lịch đều được hết đây. Thì đặt lên bếp thì nó sẽ như này các bác này. Đấy hình dạng nó sẽ như này. Các bác lắp bình ga vào theo là mình đun thôi. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Và các bác có thể dùng để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi phượt, đi du lịch, đi dã ngoại đều được hết nhá. Các bác chỉ cần là mua thêm một cái bình ga mini nữa mang đi là xong. Đây. Đấy nó rất là nhỏ gọn như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Cái phần kết nối ga này đều bằng đồng hết nhá. Đây phần chân này. Các bác có thể để nồi to, nồi nhỏ, nồi lớn, nồi bé đều vừa hết nhá. Và khi mà để trên mặt đất như này nó rất là chắc luôn. Đấy rất vững chãi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bình ga mini như này, một cái bếp ga mini như này giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành trong con bếp ga mini nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng để mang đi đi phượt, đi du lịch thì thôi rồi luôn, rất là chất lượng luôn nhá. Đấy. Rất chất lượng, cái giá thì cũng khá là hợp lý cho bác. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi nhá, 100.000. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini giá sẽ là 100k. Bếp ga mini giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này, 100 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu chuyển cưa như này, một tay công này, và có cho các bác là ba cái đầu lưỡi nhá. Ba đầu lưỡi các bác lắp lưỡi vào đây cho em. Lắp lưỡi vào đây rất đơn giản thôi. Đấy và các bác sử dụng thôi. Thì con này bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Một cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 80 cành thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa giá sẽ là 80k cho một cái đầu chuyển cưa như này nhá. 80.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy các bác chỉ cần lắp vào sau đó thì mình cắt này. Cắt nó rất là ngon luôn nhá, rất mượt luôn. Thì các bác có thể dùng để cắt gỗ này. Đấy. Cắt gỗ này rồi cắt sắt cũng được, nhưng mà cắt sắt thì nó cũng sẽ không ngon lắm đâu các bác nhá. Đó, chủ yếu là các bác dùng để cưa gỗ, cưa cây thôi. Cưa gỗ, cưa cây thì nó sẽ rất là tốt hơn, và các bác lắp trực tiếp cho em vào cái đầu khoan pin hoặc là khoan điện đều được hết nhá. Đấy. Đây lắp vào như này là xong. Đấy lắp vào là cắt thôi. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đây nó sẽ là một con đồng hồ cực kỳ chất lượng này. Dây của nó sẽ là dây cao su này, có một đốc sạc nhá. Một dây cao su, một đốc sạc như này, và kèm cho các bác là một con đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là dòng đa chức năng cho bác luôn nhá. Đấy có điều chỉnh giờ, có đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nói chung là rất là đầy đủ chức năng luôn. Con này thì bên em gửi cho các bác thì đa số nó sẽ là hết pin nhá. Hết pin thì về nhà các bác tự sạc pin vào cho em thôi. Giá thì chỉ có 170.000 cho một con đồng hồ điện tử như này thôi. Rất là đẹp luôn, rất nhiều màu sắc, rất là nhiều cái hiệu ứng giờ rất khác nhau. Đấy, con này lại hết pin rồi. Về nhà các bác tự sạc pin vào cho em nhé. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì các bác cứ sạc pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Con này thì bên em bảo hành cho bác lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, cho nên các bác yên tâm. Đa số khi hàng bên em gửi đến cho các bác nó sẽ là hết pin. Đấy, thi thoảng có một con lên pin thôi. Các bác nhá, còn đa số là hết pin. Hàng bảo hành cho bác luôn. Vỏ thân này bằng hợp kim hết nhá. Thân vỏ bằng hợp kim hết, các bác yên tâm sử dụng này. Đấy, đây. Này rất là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau cho các bác luôn nhá. Rất nhiều hiệu ứng luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Rất nhiều hiệu ứng giờ nha, rất là đẹp luôn nha. Đó các bác thấy không, một con đồng hồ điện tử cực kỳ là phê luôn. Đấy, có chức năng đo nhịp tim, đo huyết áp, rất nhiều hiệu ứng giờ nha. Dùng con này rất là thích các bác nhá. Đó, rất là sành điệu trẻ trung nhá. Đây, đấy và giá thì rất hợp lý. Đây, đo nhịp tim này. Đây các bác nhá, có chức năng đo nhịp tim, đo huyết áp, đo bước chạy, đầy đủ các chức năng cho bác luôn. Đây em đo nhịp tim cho bác xem nhá. Bác nào biết về cái nhịp tim thì bình luận cho em tí xem cái nhịp tim của em có ổn không các bác nhá. Đó, đây. Đấy, có đo nhịp tim, đo huyết áp. Đấy, 75 các bác này. Đây, 75 đây. Đó, rất ngon lành cho bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, có nhịp tim, đo huyết áp, cập nhật nhiệt độ máy tính, rồi nói chung là đây, máy tính cộng trừ nhân chia đầy đủ cho các bác hết luôn nhá.
Đó, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đây, đấy, rất hợp lý nhá. Có giờ to, giờ nhỏ, các hiệu ứng giờ, nói chung là đeo con này cũng đẹp đấy các bạn. Đấy, và giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đấy, 170.000 cho một con đồng hồ như này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k cho một con đồng hồ T8 như này. Đó. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k. Giá khá hợp lý cho bác luôn, chỉ có hơn chục nghìn cho một con đồng hồ, hơn trăm nghìn cho con đồng hồ này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là này, bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là khoảng 30 lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cơ bản thì vào khoảng là 30 lưỡi, còn là có lô thì nó sẽ là có 35 lưỡi. Có lô là 30 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là các cái vỉ lưỡi như này này, vỉ lưỡi như này, và kèm cho các bác là một cái bàn cạo này, một bàn cạo. Đấy, một bàn cạo như này các bác nhá. Một bàn cạo, một vỉ kem như này. Đó, một hộp kem và 30 lưỡi kép nhá, 30 lưỡi kép. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu rất là tiện này các bác này. Đấy, và cũng rất là sắc luôn đây. Đấy. Khi lắp thì em hướng dẫn các bác cách lắp luôn nhá. Các bác nhấn cái này cho em này, nhấn cái này cho nó mở cái phần lưỡi ra này, mở cái phần lưỡi ra, sau đó thì các bác ấn vào đây cho em này. Ấn sập vào đây cho em là xong. Đấy, rất đơn giản. Mà nhiều bác này bảo là lắp không lắp được thì em cũng không hiểu là các bác lắp kiểu gì đây nhá. Đây, em hướng dẫn chi tiết luôn các bác này. Đấy, khi các bác lắp thì các bác nhấn này cho em này, nhấn cái đầu này. Đây nó có cái lẫy này, nhấn cái đầu này. Sau đó thì các bác để cái phần trắng này quay lên này, chỉ cần là ấn nhẹ này là nó sẽ vào thôi này. Đấy, thả ra này là sẽ vào thôi, nó rất đơn giản này. Đấy là nó sẽ sập lẫy vào luôn, đây các bác nhá. Đấy, thả này là sập lẫy vào thôi, rất đơn giản quá, rất dễ lắp này, xong rồi. Đấy, và hai lưỡi kép như này rất là ngon luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem 60.000 nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k. Rồi ok. Vâng, chào các bác nhá. Đấy, chỗ anh em đôi bạn cùng tiến và trên biến giấy thuyền này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship, và cũng làm sao mà cân nhắc trước khi mua hàng để tránh cái việc là hàng bên em gửi đến thì các bác cứ bom đi bom lại để bất công các bác nhá. Đấy, thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Đấy, từ 200.000 trở lên đã bao ship rồi, nên các bác cứ mua cho em đủ 200.000 là bao ship thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy, thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các bác lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Đó, keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một cuộn keo như này. Đấy, bản của nó là 10 sen. Bản là 10 sen và chiều dài của nó thì vào khoảng là 5 m nhá, vào khoảng 5 m bản 10 sen. Thì về nhà các bác có thể dán trực tiếp hoặc là các bác cắt ra làm đôi cho em cũng được. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng mà chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Nó chịu được nhiệt độ lên tới là 110 độ C này và âm 40 độ C nhá. Đấy, âm 40 độ C luôn. Thì ở đây nó sẽ là một cái lớp giấy bạc phản quang, dùng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác có thể dùng để dán lên các cái bề mặt tôn rồi tường để chống thấm rất là tốt. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết đất đường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Bác Tú X2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, để cả bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp giấy bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó để đóng ra. Đó, rất là ok nhé. Lên cho em là keo 10, giá thì chỉ có 40k cho một quận như này thôi. 40.000 cho một quận nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng keo chống thấm nữa, đó là xịt chống thấm nhá. Con này thì nó sẽ là dòng nano nhá, và xịt trực tiếp lên các cái bề mặt luôn. Đây. Ví dụ đây là một cái bề mặt các bác này. Đây là một cái bề mặt đây, em sẽ xịt lên cho các bác xem nhá. Đây. Đây. Đấy. Xịt lên như này và nó sẽ là một cái dạng kem như này nhá. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá, lắc thật đều lên cho em để tránh cái việc nó bị tắc nhá. Đấy, lắc thật đều lên cho em thì nó mới có áp suất thì nó mới xịt được các bác nhá. Đấy, còn các bác xịt mà không lắc đều là nó sẽ bị tắc này. Đấy, thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy, các bác lắc thật đều lên cho em là mình xịt là nó sẽ ra thôi. Và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Các bác lưu ý là xịt lắc đều lên cho em, và khi mình xịt ấy thì mình nhấp thật mạnh cái này cho em. Đấy, để cho nó ra này. Đấy, các bác theo. Đấy. Đây, tại vì là thường ấy là cái đầu nó bao giờ nó cũng hơi bị cấn một chút thôi nhá. Đấy, tại vì cái đầu này nó sẽ là một cái lớp phủ cho nên nó sẽ hơi bị cấn một chút. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 50k cho một bình xịt chống thấm như này thôi. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây, em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn các bác này. Nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần.
lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị dột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rồi lên trang là xịt chống thấm nha, giá của nó sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy, đây em vừa xịt xong nhá, mới được có một lúc thôi nhá. Mà cái bề mặt của nó đã phủ hết các cái phần vết của cái bìa này rồi các bạn nhá. Đấy, nó sẽ phủ hết cái bìa này và nó sẽ khô đi, nó sẽ cứng đi nhá. Và nó sẽ chống thấm nước cho bác rất là tốt luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thuốc dán nhá. Lên cho em hộp thuốc dán, nó sẽ là 50.000 cho một hộp này. Một hộp bao gồm là 12 viên thì nó sẽ là một cái dòng thuốc chuyên trị dán nhá. Cái này thì chuyên trị dán cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là 12 viên như này. Thì về nhà các bác bẻ cái viên này ra, sau đó thì các bác để vào cái khu vực như là tủ quần áo này, rồi tủ bếp này, và các cái khu vực ẩm ướt mà kiến rán hay rán hay trù ẩn, các bác cho vào cho em. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Hàng này thì của nó thì chuyên diệt rán rất là tốt luôn nhá. Đấy thì con này, cái dòng này của nó thì nó diệt được cả diến kiến, rán mẹ, rán con, rán tổ, rồi nói chung là diệt được hết này. Các bác về các bác bẻ ra 12 viên để vào các cái khu vực như là tủ bếp, rồi tủ quần áo thứ, nó sẽ là cái dạng viên như này. Và nó sẽ là thuốc sinh học cực kỳ là an toàn và tốt luôn. Thị phần bán của nó thì nó sẽ là số 1 của Nhật Bản luôn nhá. Đấy, và rán con này, trứng rán này, rán tổ này, rồi là rán mẹ này, diệt được hết nhá. Đó, bán số 1 của Nhật Bản luôn, hàng made in Japan nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là hộp thuốc rán nhá. Một hộp thuốc rán như này giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Hộp thuốc rán này, hộp thuốc rán nhá. Hộp thuốc rán giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp thuốc rán này, lên trên hộp thuốc rán 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ kiến rán nhá. Đây, các bác này, lọ diệt kiến rán tận gốc này. Con này thì các bác lắc đều lên cho em và nhỏ cho em từ 5-7 giọt vào những cái đường đi và những cái nơi là kiến rán nó trú ẩn nhá. Đấy thì nó sẽ ăn mồi và nó sẽ công về là nó sẽ chết cả đàn và cả đàn nó sẽ dẫn đi luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có 10.000 thôi và bên em bán từ 2 lọ trở lên. Lên mã giúp cho em là lọ kiến rán giá sẽ là lọ kiến rán này. Lọ kiến rán giá sẽ là 10.000 một lọ nhá. 10.000 một lọ và bên em bán là từ 2 lọ trở lên. Không bán một lọ nhá, bán từ 2 lọ trở lên. Lên cho em là lọ kiến rán 10.000 một lọ, diệt kiến diệt rán tận gốc luôn. Đấy. Khi mà các bác cứ giỏ cho em từ 5-7 giọt vào và nó sẽ lan truyền đến cái đường đi của nó. Nó sẽ ăn và là nó sẽ chết luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì chỉ có 60.000 trong cái đuôi đèn cảm ứng như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 60.000 trong con đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, ở đây này sẽ có chế độ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm hoặc cả ngày cả đêm và điều chỉnh thời gian sáng nhá. 16 giây, 32 giây và 262 giây. Về nhà các bác chỉ cần là kết nối các cái nguồn điện mà cho em, sau đó thì xoáy bóng vào đây. Có người đi qua thì nó sẽ tắt và có người đi qua thì đi đến thì nó sẽ sáng nhá, rất là tiện luôn. Đấy, đuôi đèn cảm ứng siêu tiện luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, các bác kết nối ở các cái khu vực đều được hết nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá sẽ là 60.000. Đó. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 trong cái đuôi đèn cảm ứng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, lắp đặt vào đâu cũng được. Rất tiện dụng, rất hợp lý cho các bác luôn. Đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng công. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, lên mã cho em là lọ hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách. Bác nào mà bị hôi chân hôi nách thì các bác sử dụng cái lọ này cho em. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ thuốc chuyên trị hôi chân hôi nách cho các bác luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Các bác có thể dùng để mình đây, nó sẽ là thuộc dạng nước như này các bác này, thuộc dạng nước như này. Đấy, bác nào chuyên bị hôi chân hôi nách thì sử dụng cái này cho em. Đấy, mình xoáy ra và mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đấy thì giá thì bao nhiêu nhỉ? Hôi chân hôi nách
Các bạn lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một lọ như này. 50k cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Giá sẽ là 50k. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bóng đèn nhá. Thì đầu tiên sẽ là cái đèn 5 cánh này. Đèn 5 cánh con này thì siêu sáng luôn. Đấy, 5 cánh như này. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh như này thôi. Công suất của nó sẽ là 100W nhá. Đây, công suất 100W này. Đấy, và led của nó sẽ là led 65.000K này, 65.000K. Rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Con này sẽ là 5 cánh. 5 cánh, giá sẽ là 120.000, 120k. Công suất là 100W nhá. Con này dùng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000 đây các bác này. Đấy, đây, em đang dùng đây này. Đấy, nó rất là sáng luôn nhá. Đấy, em bật có một quả mà em quay khu vực này sáng trưng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 8 cánh nhá. Đấy. Có cho các bác là một con loại 8 cánh luôn. Con 8 cánh này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. Đấy, 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này các bác này. Đấy. 200.000 các bác nhá. Đó. Đây, con này sẽ là con 8 cánh, giá của nó sẽ là 200.000 các bác này. 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Rất sáng cho bác luôn. À, con này 190.000 nhá, 190.000, công suất của nó là 200W, nhầm các bác nhá. Đấy. Công suất của nó là 200W, con này thì siêu sáng luôn. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh nhá. 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W. Các bác có thể gấp gọn như này nhá. Gấp gọn như này rất là tiện này. Mang đi công trình, công chiếc hoặc các bác dùng để mình sử dụng đa di năng được luôn. Rất là tiện ích và siêu sáng luôn. Đấy, và nó rất là gọn và sáng của nó là ánh sáng led nhá. Sáng led cho nên rất là sáng. 200W của nó thì nó phải sáng bằng 500W của con đèn đỏ cho nên nó rất là sáng và tiết kiệm điện nhá. Tiết kiệm điện. Giá thì chỉ có cho các bác là 190k thôi. 190k. Đấy, đèn 8 cánh nhá, 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nắp cống đồng nhá. Các bác lên cho em là nắp cống đồng. Đây nó sẽ là một con nắp cống làm bằng đồng nhá, làm bằng đồng nguyên khối như này. Đấy, để con này dùng để ngăn mùi rất là tốt này, dùng để ngăn mùi rất là tốt luôn. Đấy. Cơ chế của nó là khi có nước xả thì nó sẽ mở này. Có nước xả nó sẽ mở và không có nước thì nó sẽ là cơ chế cân bằng nó tự đóng như này. Rất là tiện con này. Đấy, bằng đồng đúc nguyên khối như này thì các bác có thể lắp trực tiếp hoặc khi nhà nào mà cái miệng của cái thoát sàn nó hơi to thì các bác lắp thêm cái này vào cho em. Tháo cái gioăng ra lắp cái long đen này vào cho em. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái nắp cống đồng thôi. Lên mã cho em là nắp cống đồng, giá sẽ là 50k nhá. Nắp cống đồng này. Nắp cống đồng. Nắp cống đồng giá sẽ là 50k. 50k cho một em nắp cống đồng nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái nắp cống đồng này luôn. Này hạ của mùi hôi bốc lên từ ống cống thì các bác có chịu thì có khách vào nhà cũng có xử vì mùi hôi này mà không có cách nào để giải quyết. Này em sẽ mách cho các bác một giải pháp cực kỳ dễ dàng mà em đã sử dụng để giải quyết vấn đề về mùi hôi này, đó chính là nắp cống ngăn mùi thông minh. Trước đây ống cống nhà em bốc lên một mùi hôi cực kỳ khó chịu mà em đã tìm đủ mọi cách mới không thể nào giải quyết được. Nhưng khi sử dụng sản phẩm ngăn mùi này với thiết kế khóa một chiều cùng một lớp dăm cao su giúp ngăn mùi hôi bốc lên thì cực kỳ tốt. Khi có nước thì nắp mới mở ra, còn hết nước nắp sẽ tự động đóng lại. Chất liệu của sản phẩm thì làm bằng đồng thông nguyên khối nên cực kỳ bền bỉ. Mình sử dụng đến khi ống cống nhà mình hỏng rồi, mình thay ống mới lại nắp lại là có thể tiếp tục sử dụng. Các bác nhớ nút đặt hàng đến hôm nay để có thể sớm giải quyết vấn đề của mình các bác nhé. Đó, rất ok nên đây là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành thì lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá, 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 cho con nồi cơm này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này.
một khay hấp này, một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu. Lên cho em là nồi Cúc Cu nhá, nồi Cúc Cu này. Nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc Cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Hello, chào các bác nha. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã đồ gia dụng các bác nhá, đồ gia dụng, đồ nhà bếp của Nhật để các bác xem tham khảo và đặt mua. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Từ 200.000 trở lên cứ mặc định là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên em lên cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ, 10 lít cả vỏ nhá. Còn nguyên cái phần khay này thì nó được vào khoảng là 4 lít nhá. Nguyên phần khay này thì khoảng 4 lít các bạn. Đấy, thì ở đây nó sẽ có một cho bác một cái dàn như này. Cái dàn này thì để nó đỡ đồ ăn và khi mỡ nó lọt thì nó sẽ lọt xuống dưới các bác nhá. Đấy. Và dung tích của nó là 10 lít cả vỏ. Hàng thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đây, Camel của Nhật. Thì nó sẽ về theo lô, có lô thì màu trắng, có lô thì màu xanh. Đấy các bác nhá, màu sắc rất là đẹp cho các bác luôn. Và khi các bác cắm điện thì các bác phải vặn cho em hai nấc nhá. Đấy, một nấc là nhiệt độ này và một nấc là thời gian nhá. Nấc này là thời gian này. Đấy, thời gian và nhiệt độ các bác phải vặn hai nút cùng một lúc thì nó mới có tác dụng được nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là nồi. Các bác lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu nhá. Đó, nồi chiên không dầu.
nồi chiên không dầu này, đó. Con này thì nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ này. 10 lít cả vỏ, giá của nó sẽ là 590k nhá. 590k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Thì đây, nó sẽ là một con nồi như này các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây là cái lỗ để thoát khí nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là điện 220V và công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Đây 1500W sử dụng điện 220V. Rất chất lượng cho các bác luôn. Phía trong này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái con mai so này các bác này, một con mai so như này. Đấy, nó sẽ là một cái con mai so như này để cho tỏa nhiệt rất là tốt nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp em đó là nồi chiên không dầu nhá, 10 lít cả vỏ, giá sẽ là 590.000. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái bếp nướng của Sunhow nhá. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một con bếp nướng như này. Kích thước của nó thì cái chiều chiều dài này của nó thì vào khoảng là đi chiều dài thì nó sẽ vào khoảng là đi 40 nhá, chiều dài khoảng 40 và chiều rộng thì nó vào khoảng là trên 20. Đó. Cái này thì các bác có thể dùng để mình nướng, chuyên ăn đồ nướng, đồ BBQ rất là ngon luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá. Và đây là có cái điều chỉnh chiết áp này, điều chỉnh chiết áp. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Hàng thì của thương hiệu Sunhow nhá. Hàng thương hiệu Sunhow, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Điện 220 và công suất của nó là 1500W. Hàng của thương hiệu Sunhow nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bếp nướng Sunhow các bác nhá. Bếp nướng Sunhow. Các bác lên cho em là bếp nướng Sunhow nhá. Bếp nướng Sunhow. Bếp nướng Sunhow giá của nó sẽ là 350 à? Lên mã giúp cho em là bếp nướng Sunhow giá của nó sẽ là 350k. Đó, cái này bao nhiêu nhỉ? 350.000 cho một cái bếp nướng Sunhow như này các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó là vào khoảng là 25 và chiều rộng khoảng là 20, 39 đúng không? Rồi ok các bác nhá. Đó thì lên mã giúp cho em đó là bếp nướng Sunhow. Giá của nó sẽ là 350.000 nhá. 350.000 cho một con bếp nướng Sunhow như này. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips. Đấy, hàng thương hiệu Philips. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 và bao ship cho con bếp từ Philips như này. Hàng thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan. Đó. Con này thì nó cũng sử dụng trực tiếp điện 220V. Đây cái phần quấn của nó đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn rõ đồng bên trong chưa? Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 39 và chiều ngang của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 30 nhá, và khoảng hai mấy 30 gì đấy. Và của nó sẽ là kính cường lực nhá, kính cường lực 5 ly. Đó, lên cho em là bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó bếp từ Philips nhá. Đó, bếp từ Philips này, bếp từ Philips. Giá của nó sẽ là 470k nhá. 470k cho con bếp từ Philips như này. Con này thì các bác có thể dùng để đun xào nấu chiên rán đều được hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái nút nguồn này. Khi các bác bật nút nguồn lên sau đó thì các bác nhấn cái nút bàn tay này để bắt đầu mở khóa nhá. Đấy, nhấn cái nút bàn tay này cho em để mở khóa này. Đấy, kính cường lực sáng bóng, sau đó thì các bác chọn các chế độ đun ở đây này. Đun rồi xào nấu rồi súp rồi, nói chung là đa di năng luôn và có tăng giảm nhá. Có tăng giảm như này. Lên mã giúp cho em là bếp từ lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đây thì em sẽ cắm điện cho các bác xem nhá. Con này nó sử dụng điện 220V luôn. Các bác cắm điện vào cho em này. Cắm điện 220 nhá. Khi các bác sử dụng ấy thì lưu ý các bác là mình khi mà mình sử dụng mình đun nấu ấy thì đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu tiên là các bác nhấn cái nút nguồn này nó sẽ lên nảy số này. Nút nguồn nó sẽ nảy số này. Sau đó thì các bác nấn cái nút bàn tay này. Đấy là bắt đầu nó lên cái nhiệt độ như này là các bác bắt đầu tăng giảm ở đây nhá. Tăng giảm ở đây. Đó. Và khi đun thì các bác phải cho nồi vào cho em nhá. Đấy, tắt đi này. Bật lên này, các bác giữ lì cái này nó là cảm ứng giữ lì cho em nhá. Sau đó bật nút nguồn này thì bắt đầu nó mới lên này và cập nhật nhiệt độ ở đây nhá. Đó. Con này thì 470.000 và bên shop có tặng kèm các bác một cái nồi như này nhá. Tặng kèm cho các bác. Nếu mà mua cái bếp từ Philips là sẽ được tặng kèm cái nồi như này. Thì lưu ý các bác là hàng tặng kèm thì nó chỉ mỏng thôi, nó không dày đâu. Và khi các bác nhận được hàng thì khi em ấn tay này cũng có dấu hiệu bị bọt rồi. Đấy, cho nên hàng rất là mỏng, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó có bọt thì các bác cũng thông cảm thôi. Hàng này nó là hàng tặng, em không có bán, cho nên là các bác thông cảm, nó bọt thì các bác cũng chấp nhận lấy thôi. Còn nếu mà các bác không chấp nhận lấy thì đừng đặt hàng từ đầu luôn, để cho nó tránh cái việc là đến lúc sau các bác bảo là cái nồi này nó bọt các bác không lấy thì nó cũng vô lý. Tại vì cái này là hàng bên em tặng chứ em không có bán. Hàng này là các bác mua cái bếp từ thì em sẽ tặng kèm cái nồi như này. Đấy, tặng kèm cái nồi như này nhá. Và cái giá thì chỉ là 470.000 thôi. Các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, con này thì bên em là tặng chứ không có bán đâu nhá. Đấy, tặng chứ không bán. Cho nên khi các bác nhận hàng mà nó có hơi dấu hiệu bị móp, bị bọp, các bác cũng chứ không cảm thấy. Đó,
tại vì hàng tặng thì không lấy đâu ra được, nó chỉ ở cái mức độ vừa phải thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con bếp hồng ngoại nhé, bếp hồng ngoại. Con này thì hàng của thương hiệu con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Matika, hàng thì liên doanh Việt Nhật nhé, hàng liên doanh Việt Nhật. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhé, 2000W, nóng cực kỳ là nhanh luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thân này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép hết này. Quai của nó thì sẽ là quai nhôm như này. Bê cầm nắm cực kỳ dễ dàng luôn và đun nấu thì cũng rất là nhanh dễ thôi. Cũng sẵn sử dụng điện 220 các bác, cắm điện 220 bình thường cho em này. Đấy, cắm điện 220 bình thường cho em, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có rất nhiều chế độ nhá. Đấy thì các bác có thể chọn chế độ và tăng giảm này cho em này. Đấy, bật lên cái là nó nóng đỏ lừ luôn các bác nhá, nóng đỏ lừ luôn. Rất là tiện này, đây tắt đi này. Đấy, và bật lên là nó nóng luôn. Con này thì các bác có thể dùng nướng trực tiếp được luôn nhá. Nó rất là nóng này. Các bác có thể cho đồ nướng lên đây nướng trực tiếp được luôn. Nó rất là tiện. Đấy các bác thấy không? Đó. Lên mã giúp cho em là bếp hồng ngoại nhá. Giá thì sẽ là 500.000 và bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại, giá sẽ là 500k bao ship nhá. Đó, đây nó sẽ là một con bếp cực kỳ là chất lượng và rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại này. Đó. Bếp hồng ngoại giá của nó sẽ là 500k và bao ship nhá. Nóng rất là nhanh luôn, bật phát nóng luôn các bác này. Đấy, chỉ cần bật nguồn lên này thôi. Bật nguồn lên phát là nóng luôn nhá. Đấy, on up ở đây các bác này. Bật nguồn sau đó thì ở đây thì nó sẽ có các chế độ và các bác có thể chọn chế độ ở đây và chọn cập nhật nhiệt độ bao nhiêu độ này các bác này. Đấy, em bật phát là nóng luôn các bác nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, còn đang nóng các bác này, rất là nóng luôn. Đó. Thì lên mã giúp cho em là bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500.000 cho một con bếp hồng ngoại như này nhé, 500.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này, 150k nhé, cho một con nồi lẩu mini như này thôi. Giá sẽ là 150.000. Ở đây thì nó sẽ có 2 tầng. Cái tầng này thì các bác có thể dùng để hấp này. Đó, con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi con này thì nó nhỏ thôi. Đấy, nhỏ thôi các bác nhá. Nó xì vào khoảng là đi hơn 1 lít gì đấy thôi nhá, hơn 1 lít thôi. Đó. Nó sẽ vào khoảng hơn 1 lít thì con này nó rất là tiện. Đấy, con này cũng sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Đây. Công suất của nó là 600W điện 220V các bác nhá. Đó, và dung tích của nó thì hơn 1 lít thôi. Đây các bác này. Đấy, rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu hoặc là chế biến đồ ăn cũng rất là nhanh. Rán nấu cũng được. Ở đây nó có tráng chống dính nhá, tráng chống dính cho bác luôn. Đó, và có cái khay như này. Có khay này thì các bác có thể dùng để hấp đồ ăn cũng rất là ok nhá. Đấy, thì các bác có thể dùng ăn lẩu hoặc là hấp hoặc là đồ xôi nấu cháo đều được hết nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là chõ đồ xôi nhá, chõ đồ xôi. Giá sẽ là 150.000 cho cái chõ đồ xôi như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là chõ đồ xôi nhá. Đấy, chõ đồ xôi này. Đấy, chõ đồ xôi. Giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho cái chõ đồ xôi, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái nồi lẩu 2 tầng này, một cái nồi lẩu 2 tầng. Con này thì sẽ là 230.000 và cũng bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con nồi lẩu như này. Đấy, con này thì nó cũng sử dụng điện 220V luôn. Đây, đây các bác này, đó, đây. Điện 220V, dung tích của nó sẽ là điện 220V 650W và dòng 50Hz nhá. Đấy, rất chuẩn chỉ cho các bác luôn, cũng có tráng đá chống dính này. Và cũng có 2 tầng nhá, có 2 tầng như này. Các bác lên xem là lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng. Con này thì rất tiện dụng luôn, có cáp này các bác này. Đấy, một con nồi lẩu như này, 2 tầng, rất xịn sò luôn cho các bác này. Đấy, và có công tắc số 1, số 2 nhá. Đấy, số 1, số 2, số 3 như này. Có 1, 2, 3, để có 3 nấc cho các bác. Thì con này các bác có thể dùng để ăn lẩu này, đồ xôi này, hoặc là chế biến thực phẩm, thức ăn, rán, xào, nấu đều được hết. Rất tiện dụng cho các bác luôn, 2 tầng như này. Đấy, có đồ xôi hoặc là dùng để hấp gà, hấp cá, nói chung cũng rất ok cho các bác, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhé, nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, nồi lẩu 2 tầng. Nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 230.000 bao ship cho cái nồi lẩu 2 tầng này. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái nồi nữa. Đó là cái nồi lẩu của thương hiệu Osaka nhá, Osaka. Con này thì nó cũng có một cái khay hấp như này. Có cái khay hấp như này nhá. Đấy, nồi lẩu Osaka này. Đấy, đây. Nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V 50Hz và 1350W nhá, 1350W, rất tiện dụng cho các bác luôn. Đây, về nhà thì các bác xoáy cho em cái nắp này vào nhá, xoáy cái nắp này vào cho em này. Đấy, xoáy cho em cái quai nắp này vào, rất là tiện dụng. Đây, nó sẽ có cho các bác một cái khay hấp đi kèm như này.
và một con nồi rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy, rất tiện dụng nhá. Đó, thì có mặt kính cường lực nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dây. Dây này thì các bác lắp vào đây cho em, và cũng là dây điều chỉnh nhiệt độ, nó giống cái nồi của Sunhouse nhá, dây điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Và rất tiện ích các bác này. Đấy, các cái phần kết nối điện của nó này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Osaka nhá, Osaka của Nhật nhá. Đó. Sử dụng điện 220V và có dây như này, đấy, rất tiện dụng cho các bác sử dụng. Giá thì sẽ là 390.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka này. Đó, nồi lẩu Osaka. Nồi lẩu Osaka, Osaka. Giá sẽ là 390k nhé, 390.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn, 390k cho một con nồi lẩu Osaka như này các bác nhé, rất tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng hấp nhé. Đấy, các bác lên cho em là cặp lồng điện thì giá chỉ có 180.000 thôi, mà các bác nhận được thì ở đây nó sẽ là một con hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một con hàng rất chất lượng nhé. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhé, cặp lồng điện có 2 tầng và dung tích của nó sẽ là 2 lít nhé. Dung tích của nó là 2 lít đây. Đấy. Mỗi tầng của nó thì nó sẽ có cho các bác là 2 cái bát nhé, 2 cái bát như này. Và tổng của nó sẽ là 4 cái bát inox nhé, 4 cái bát inox các bạn. Đây. Ở đây thì nó sẽ có 4 cái bát inox cho các bác luôn. Đây, dây cắm này. Nguyên cái bát inox này giờ các bác mua là đã là khoảng 30.000 một cái bát inox như này rồi. Đấy. Tức là 4 cái bát inox này đã là mất 120.000 rồi nhá. 120.000 cho 4 cái bát inox như này rồi. Đấy, và đây thì nó sẽ là 2 tầng có khóa như này. Thì ở đây dưới này nó sẽ là một cái mâm như cái này, các bác hình dung nó giống như cái nồi cơm điện luôn, giống như cái nồi cơm điện luôn. Đấy, giống như cái đế của cái nồi cơm điện này, các bác cứ cho nước vào đây, cho nước lừng lừng vào đây. Khi nào các bác để cái bát này nó không tràn là được. Đấy, để cái bát này nó không tràn nước ra là được nhá. Thì các bác có thể dùng để mình nấu cơm này rồi hấp đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đây. Hàng nó sẽ là dung tích của nó là 2 lít này, sử dụng điện của nó là điện 220V và công suất của nó là 200W nhá. Thì con này công năng sử dụng của nó rất là đa năng, các bác có thể dùng để mang cơm văn phòng này, hoặc là đi công tác, hoặc là nói chung là đi làm, đi học đều được hết nhá. Thì rất dễ sử dụng và ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và có kèm cho các bác là 4 cái bát như này, 4 cái bát như này bằng inox sáng bóng để các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây. Đấy, canh này, cơm này, đồ ăn rồi các bác cho hết vào đây chưa? Nắp bằng nhựa rất xịn sò cho các bác luôn. Đó, đậy nắp lại này. Đậy nắp lại và chốt của nó sẽ là dòng chốt khóa hết nhá. Chốt khóa hết nên các bác yên tâm. Đó, nó sẽ là dòng chốt khóa hết và quai sách như này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, giá thì các bác lên cho em là cặp lồng điện giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Cặp lồng điện này, đó. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k cho một con cặp lồng điện như này nhá, 180.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn vàng nhá. Đấy, con này có cảm biến này. Đấy, có cảm biến như này các bác nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Con này thì các bác có thể treo lên như này để ở bên trên, ví dụ như là khu vực cổng này, cửa này, hoặc là ở cái khu vực nào mà có ánh sáng nhá, có ánh sáng, tại vì con này nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ốc về nhà các bác bắt vào cánh cửa này, hoặc là bắt vào chân cổng qua đây. Đấy, nó sẽ là cảm biến như này các bác này. Đấy, tức là cái này em che đi, tức là ban đêm nhá, ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Ban đêm là nó sẽ sáng và có mắt cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng, thì các bác có thể để ở cổng cửa hoặc là các khu vực hành lang. Đấy, và nó sẽ có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh này, đó, sáng vừa này, và chế độ sáng yếu nhá. Đấy, chế độ sáng mạnh của nó thì cũng rất là sáng luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, lên cho em là đèn vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn vàng như này nhá, 100.000 cho một con đèn vàng như này. Con này thì rất hợp lý luôn, có ốc kiếc cho các bác đầy đủ luôn, và nó là dòng cảm biến nhá. Về nhà các bác chỉ việc là cảm biến và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên rất là tiện này. Đó, che đi này là sáng này, siêu sáng luôn các bác nhá. Và ánh sáng của nó là ánh sáng vàng, các bác có thể dùng để decor trang trí rất là ok luôn. Ở ngoài cổng, ngoài cửa, nói chung là khu vực nào có ánh sáng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng, giá sẽ là 100.000 nhá. Đó. Các bác lên cho em là đèn vàng này, đó, đèn vàng. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con đèn vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô bao nhiêu nhỉ? Bộ ba tô nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ ba cái tô như này các bác này. Đấy, thì nó sẽ có con to nhất là 1.8L luôn, gần 2 lít cho cái tô to này nhá. Đấy. Còn tô nhỡ này sẽ là 1.2L và con nhỏ này thì sẽ là 9700 nhá, 700. Đấy, là một bộ ba tô như này sẽ là 100.000. Được rồi, xoáy rồi. Lên mã giúp cho em là bộ ba tô nhá, bộ ba tô.
giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho bộ ba cái tô như này các bác này. Bộ ba tô như này rất là đẹp, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy, canh riêu các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Lên xem là bộ ba tô giá sẽ là 100.000 cho một bộ ba tô như này. 100.000 cho một bộ ba tô như này rất là tiện luôn. Hàng sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kim dao siêu tầm nhá. Dao siêu tầm và nó sẽ đựng trong một cái bao da rất là đẹp như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, hai màu. Một là màu xanh, hai là màu đỏ nhá. Đấy, cán nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Con này thì nó nhỏ gọn thôi, các bác có thể dùng để gọt hoa quả, thực phẩm, thức ăn đều ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và có bao da như này, các bác có thể bỏ vào trong túi sách này, hoặc là mang đi công tác, nói chung là đi đâu cũng được, để các bác dùng để mình gọt hoa quả, hoặc là các bác chiết ghép cành, nói chung là rất đa chức năng luôn. Và hàng rất là bén nhá, hàng của nó rất là bén luôn các bạn. Dao thì rất là bén. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. 95k cho một con dao như này. 95.000 cho một con dao như này các bác này. Đấy. 95.000 cho một con dao như này. Lên mã giúp cho em đó là dao siêu tầm nhá. Các bác lên cho em là dao siêu tầm. Đấy. Lên cho em là dao xanh đỏ đi. Dao xanh đỏ thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đây. Nó sẽ còn một con cán màu xanh và một con cán màu đỏ như này. Đấy. Thì lên cho em là dao xanh đỏ nhá. Dao xanh đỏ. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con dao xanh đỏ như này. Đấy, có màu xanh, màu đỏ. Lên thêm là dao xanh đỏ nhá. Đó. Dao xanh đỏ giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k, có màu xanh, màu đỏ, các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, lên thêm là dao xanh đỏ. Có hai màu như này, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Hàng thì đựng trong một cái bao da như này nhá. Bao da rất là đẹp luôn và có hai màu. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là dao xanh đỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage cánh bướm nhá. Massage cánh bướm thì nó sẽ là đây một con massage như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá. Một miếng dán này kèm thêm bác là một cái máy này. Về nhà các bác có thể dán trực tiếp. Đấy, dán trực tiếp và lên các cái phần nào mình muốn massage. Đấy, và đây là cái sạc nhá. Đó, thì em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là massage cánh bướm nhá. Massage cánh bướm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con massage cánh bướm như này thôi. Con này massage siêu phê cho bác luôn nha, rất là sướng luôn. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm. Massage cánh bướm, ghi bỏ ra ngoài kia. Đó, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con massage cánh bướm như này. 40.000 các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 40k thôi. Đây các bác này, đó. Khởi động, dòng điện nhỏ chỉ vài chục mA, kích thích những nhóm cơ tạo ra cảm giác dần nhẹ và dễ chịu. Hiện nay trên thị trường có hai loại. Đây các bác này, đó. Cái này thì nó sẽ hơi bị giật nhẹ các bác nhá. Đấy. Đấy, rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy. Rất ngon các bác nhá. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED nhá. Các bác lên cho em đồng hồ LED. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho con đồng hồ LED như này. Mặt của nó thì sẽ là mặt kính, mặt trắng gương rất là đẹp luôn. Đấy, mặt kính trắng gương, về nhà các bác bóc cái lớp giấy bóng này ra cho em nhá. Đấy, mặt kính trắng gương này. Số thì nó sẽ là nảy như trên hình như này. Giá thì sẽ là 140.000. Ở đây thì sẽ có cập nhật cho các bác là ngày tháng, nhiệt độ, các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp dây sạc này cho em, nó cũng rất là tiện. Giá thì rất hợp lý, 140k cho một cái con đồng hồ. Các bác lên đã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhé. Giá sẽ là 140.000. Có dây sạc cắm kèm này, có dây đầu dây cắm kèm, các về nhà các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhé. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k cho một chiếc nhé. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây em có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Hơi bị hay luôn nha. Cái đồng hồ LED phiên bản mới này nhìn nó nhỏ nhỏ với lại nhiều màu sắc vậy thôi, chứ nó cũng nhiều tính năng lắm mà may là có cái hướng dẫn sử dụng tiếng Việt này mình đỡ phải nhức đầu. Đồng hồ có chạy bằng pin AAA nên mình cần phải chuẩn bị trước, cần 3 viên pin nhỏ, nhưng mà đồng hồ này nó cũng có chế độ tiết kiệm pin. Mà tí nói sau đi, bây giờ phải cài cho cái đồng hồ này sẽ hiện chế độ 12 giờ hay 24 giờ, rồi cài giờ giúp với lại ngày tháng năm hôm nay nữa. Tại cái đồng hồ này là coi ngày được luôn mà. Cách cài hay là bấm để xem ngày tháng năm hay nhiệt độ thì có trong cái tờ hướng dẫn hết rồi. Mà nhớ lột cái miếng dán phản ứng màu sắc của cái đồng hồ này nha. Cái màu nó đẹp vậy mà che chi. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, có hẹn giờ cho bác luôn. Nhưng mà mình có thể tăng giảm. Giá sẽ là 140.000. Nhiều khi mình tận dụng
Ờ thì soạn đi để đóng đi rồi bảo nó về nó lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy nó sẽ có hai màu, màu cam màu xanh. Đấy đợt này nó về thêm màu trắng nữa. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 cho một con vòi như này thôi. Rất tiện ích các bác nhá. Ở đây thì khi mà các bác sử dụng thì các bác xoáy trực tiếp vào nguồn nước cho em và có hai đầu cấp như này nhá, có hai đầu cấp như này rất là tiện này. Đó. Có hai đầu cấp như này, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Nên cho em là vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh. Giá sẽ là 50.000, đó. Vòi cam xanh này, vòi cam xanh. Giá của nó sẽ là 50k trên một em nhá. 50.000 trên một em vòi cam xanh như này. 50k, đó, 50k cho một em vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ có gen nhá, có gen hết, các bác có thể về xoáy kết nối với các cái nguồn nước khác cũng ok hết nhá. Có gen, có rong, gen rong đầy đủ cho bác luôn. Đó. Thì các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác rất là ok. Giá chỉ có 50.000 thôi mà có nguyên cái vòi hai nguồn nước cái này, rất tiện ích các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá. Bao tiền nhỉ? 50.000 cho một chai tẩy cặn canxi như này nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Denkamit, hàng của Đức nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, Denkamit. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Con này thì chuyên tẩy cặn canxi luôn. Nhà các bác bị canxi cặn bám ở cái các khu vực như là chậu rửa bát này, rồi chậu rửa mặt này, rồi nói chung là tất cả các khu vực liên quan đến đồ inox. Đấy, hoặc là đồ sành sứ các bác dùng cho em. Đấy, tẩy cực kỳ sạch luôn. Lên cho em là tẩy cặn canxi, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái chai tẩy cặn canxi như này. Siêu tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Khi các bác lắp vào thì nó sẽ như này các bác này. Sẽ là 140.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này. Đấy. Cái này là đầu cắt tôn nhá. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Giá sẽ là 140.000. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cái máy khoan pin. Đấy là để các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đấy. Và giá rất hợp lý cho bác luôn. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lắp đặt vào nó sẽ như này này. Các bác dùng được cắt tôn rất là ngon luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy. Của thương hiệu Mai Tan mới về. Đó anh em mình xem nhá. Đây lắp vào này, con này. Này là thép CRV này, bắn gì cả. Đây, cắt rất là ngon luôn nhá. Đấy. Anh em mình mua cắt tôn là phải cắt được tôn mà phải thẳng nhá. Đó, đi nhẹ nhàng lắm, đi chậm nhẹ nhàng đến từng vòng luôn nhá. Anh em mình xem video này lắp vào giỏ hàng đặt khuôn này. Đó, chậm như này á mà đi đến đâu là được chuyến đấy. Đấy, tôn cực kỳ dày luôn nhá mà cắt rất là ngon luôn. Các bác theo. Như này được các anh em nhá. Đó anh em mình rất đi nhanh á thì nó sẽ không thẳng đâu nhá. Đi nhanh là công rất là ngon nhá. Để mình xem cho nó chính xác đường mình thấy cắt nha, căn chỉnh này kia. Đó anh em nào mà mua đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Đó, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo, để anh bỏ cho. Tiếp theo thì bên shop tí anh bỏ cho. Bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con bơm tẩu ô tô nhé. Con này chuyên dùng cho ô tô thôi. Hàng của thương hiệu Toyota nó tặng cho khách hàng. Đấy, chuyên tặng cho khách hàng mua ô tô của nó nhé. Đấy, bơm tẩu hàng của thương hiệu Toyota. Công tắc bật ở đây nhé, công tắc bật ở đây. Và con này là nó chuyên để cắm tẩu ô tô nhé. Cắm tẩu ô tô thì đây là cái dây bơm của nó này. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó. Về nhà các bác tháo ra cho em. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó này. Đầu dây bơm của nó đây. Và cái này là cái đầu tẩu nhá. Về nhà các bác cắm cái tẩu ô tô nhá. Cắm cái tẩu ô tô nhà mình là mình bơm thôi. Đó, con này nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy các bác bật nổ máy ô tô lên này, cắm cái tẩu này vào để cấp điện cho nó này, sau đó thì mình dùng cái bơm này mình bơm trực tiếp vào ô tô thôi. Thì bác nào có ô tô thì cũng nên có một cái tẩu ô tô như này để khi mình đề phòng khi mà ô tô mất điện, ô tô bị hết ô tô bị hết gọi là hết hơi thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tiện. Cắm tẩu ô tô lên để mình bơm thì đề phòng khi mà dọc đường các bác nhá, nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô giá chỉ có 180.000 thôi. Bác nào có ô tô thì nên có cái này. Đó, bơm tẩu ô tô này. Bơm tẩu ô tô nhá. Tẩu ô tô giá sẽ là 180k nhá. 180 cành cho con bơm tẩu ô tô như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì con này nó tên nó là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là túi da nhá, túi da. Đó. Túi da là bao lâu da? Lên cho em là ba lô da nhá. Đấy sẽ là một con ba lô du lịch như này. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là hỏi lại xem nào. Đấy một con ba lô như này. Giá sẽ là 130.000. Đấy và đấy lau đi xuống lấy túi bóng bỏ vào đi để ngoài nó bụi hết. Lau hết đi. Đấy giá sẽ là 130.000 nhá. Lau sạch đi. Đấy thì đây nó sẽ là một con ba lô như này các bác này. Đấy lên cho em là túi da nhá. Túi da.
Đấy, con này thì rất là ngon cho các bác luôn, thì các bác có thể dùng để đi du lịch này. Đấy, máy trần cực kỳ là kỹ như này các nhá. Máy trần rất là kỹ như này. Đó, và hàng rất đẹp, rất sắc nét cho các bác luôn. Con này thì cái chiều ngang của nó sẽ được là khoảng là 45-50 và chiều rộng là 20, chiều cao là 20 nhá. Chiều rộng 20, cao 20 và chiều ngang là 45-50 gì đấy. Đó, và nó sẽ là khóa như này các này. Thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Có quay đeo cho các bác luôn nhá. Có quay đeo cho các bác luôn, rất là tiện. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi da nhá, túi da. Giá sẽ là 130.000, lên cho em là túi da này, đó. Túi da, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái mẫu túi da như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn và rất tiện ích cho các bác sử dụng để mình đi du lịch. Đấy, rất đẹp các bạn, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp, rất ok các nhá. Giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy, nó sẽ là một con vòi như này. Và cả về nhà các bác lắp vào cái nước nhà mình, nó sẽ có cho các bác là xoay 360 độ luôn. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ này. Đấy. Bằng con bằng inox thì sẽ là 80.000 và con bằng nhựa sẽ là 60.000. Thì con này là sẽ là bằng inox nhá. Đấy. Xoay 360 độ cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, về nhà các bác có thể kết nối với các cái vòi của chậu rửa mặt nhà mình để mình rửa mặt rồi rửa giấy các thứ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là vòi bạc xoay 360 độ nhá. Vòi bạc này. Đấy. Vòi bạc 360 độ, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con vòi bạc như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Mà giúp các bác rửa mặt, đánh răng mỗi đầu. Xoay vào thêm này. Đấy. Chế độ xịt này. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Xoay đi. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Rất ngon lành cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, đánh răng này. Đấy. Đấy các bác nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic các bác nhé. Các bác lên mã giúp cho em đó là mic. Lên mã giúp cho em đó là mic mic Nhật nhé. Mic Nhật thì bác sẽ bao gồm cho bác là cả mic cả dây như này. Cả mic cả dây như này nhé. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái mic dây Nhật như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan này, made in Japan. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy. Đầu mic, đầu miếc cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, đầu mic cực kỳ là ngon luôn. Khi các bác xoáy ra thì xoáy này cho em này. Đấy, bên đây nó sẽ ra cái đầu mic như này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, dập đột cực kỳ là kỹ càng luôn. Hàng chất lượng cho bác, Tomahawa, made in Japan. Đó, đầu của nó cực kỳ là đẹp luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em là mic dây Nhật nhá, mic dây Nhật. Đấy, hàng thương hiệu Tomahawa, made in Japan. Dây dài từ 4 đến 5 mét nhá. Đây, made in Japan con này. Cả mic cả dây đều là hàng sản xuất tại Nhật hết. Và cái giá thì chỉ có 230.000 thôi. 230.000 cho một con mic dây Nhật như này. Đấy. Các bác lên cho em là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. Đó. Mic dây Nhật này, giá sẽ là 230.000 các bác nhá. Lên cho em là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật này, giá sẽ là 230k. 230k cho một con mic dây Nhật như này. Giá sẽ là 230.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái mic của JBL của Mỹ nhá. Mic JBL của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây một con mic hàng của thương hiệu JBL như này các bác nhá. Đấy, hàng của JBL này. Giá thì chỉ có cho các bác là 280.000 thôi. Đây, nó sẽ là một con mic như này. Ở đây thì sẽ chọn bộ cho các bác bao gồm là cả mic cả dây. Thì dây cũng dài từ 4 đến 5 mét nhá, từ 4 đến 5 mét. Đấy. Thì có lô là 4,5 m, có lô 4,8 m, có lô là 5 m. Thì em sẽ giới thiệu chung chung vậy là từ 4 đến 5 m. Hàng made in USA này. Đó, made in USA. Hàng của Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 280.000. Con này thì dùng cũng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, thì toàn bộ những cái hàng này bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Made in USA này. Đó, rất là ngon luôn. Hàng của thương hiệu JBL nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đầu mic của nó cũng cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, đây, made in USA nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Chất âm thì hay, trầm ấm và sắc nét nhá. Đấy, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 280.000 thôi. Đấy, dây thì của nó sẽ là dây dài 5 m và siêu mềm nhá. Dây dài 5 m và siêu mềm cho các bác luôn. Đó, dây dài 5 m siêu mềm, made in USA như này. Và cái giá thì cũng chỉ có cho các bác là 200
80.000 thôi, 280.000 cho một con mic như này. Đấy. Nguyên cái khâu đóng gói của nó cũng đã cực kỳ chất lượng và xịn sò rồi các bạn. Đấy. 280.000 cho một con mic JBL như này. Đấy. Các bác không chả đi đâu mua được một con mic chất lượng như này mà giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mic Mỹ nhá. Mic Mỹ. Đấy. Mic Mỹ này hoặc là mic JBL nhá. Mic Mỹ. Mic Mỹ giá sẽ là 280k nhá. 280.000 cho một con mic Mỹ như này. 280.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy, cái này thì các bác chuyên dùng để mình bôi các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đặc biệt là các bác đau cổ, các cái khớp đốt sống cổ này. Đấy, sống cổ, lưng rồi vai gáy này là các bác bôi cho em là khỏi và đỡ rất là nhiều luôn nhá, đỡ rất là nhiều luôn. Và một cái lọ như này 100ml giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Đó. Và nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng như này các bác này, thuộc cái dạng kem trắng như này. Các bác có thể bôi vào các cái phần như là cổ, vai, gáy rồi là khớp tay, khớp chân, các cái phần như này. Các bác bôi hết vào cho em. Rất là tốt luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau khớp tay, khớp chân rồi nói chung là các cái vị trí đều bôi được hết nhá. Đấy các bác, nó là thuộc dạng kem trắng như này, rất là tiện này. Đấy và bôi thì rất là tốt luôn. Đấy, nó chuyên trị cho các bác là đau mỏi vai gáy, đau cổ chân, khớp chân rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ các bác. Lau xong bôi cho nó thì các bác massage đều đi cho em cho nó ngấm vào. Rất là tốt luôn nhá. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Đây. Hàng của nội địa Hàn Quốc nhá. Đây, đây toàn bộ chữ Hàn hết này. Nội địa Hàn Quốc này, toàn bộ chữ Hàn hết như này không nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k nhá. Đấy, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc này. Dầu nóng nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k trên một lọ như này nhá. 40.000 trên một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác thông minh nhá. Một dây này của nó, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 100 chiếc. Các bác có thể dùng để mình đựng rác, đựng nói chung là đa di năng được hết nhá. Đấy, nhưng mà chuyên về đựng rác các bác cho vào cái thùng rác nhà mình cho em. Nó rất là tiện và có quai cho các bác luôn. Nó rất là tiện đây. Đấy. Con này thì nó sẽ có quai cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Đấy thì một bịch này của nó sẽ là 100 chiếc luôn. Thì về nhà nó sẽ có cái đoạn dập như này, có cái đoạn dập như này nhá. Đấy, nó sẽ dập sẵn này thì các bác bóc ra cho em này. Đấy, bóc ra như này. Đó, bóc ra như này cho em. Đó, nó sẽ có cái đoạn, nó sẽ dập sẵn rồi, từng đoạn một, từng túi một. Đấy, của nó sẽ là 40 nhân với lại 45 nhá. Một chiều 40, một chiều 45 thì các bác sử dụng nó rất là tiện. Đấy thì nó cũng vừa với cái thùng rác nhà mình. Đấy, vừa với các thùng rác nhà mình là cứ thế là các bác sử dụng thôi. Kích thước của nó sẽ là 40 nhân 45. Đấy, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác cái này mình sử dụng thôi. Đó, và đây, mình bỏ rác vào đây cho em. Đây, ví dụ như em bỏ cái này vào này. Đấy. Đây các bác có thể bỏ rác vào đây. Sau đó thì khi mà mình đi vứt nhá, khi mà mình đi vứt thì ở đây nó sẽ có cái quai này, có cái quai này. Mình cầm mình kéo này cho em là xong. Đấy đây, nó sẽ có cái quai như này. Đấy thì khi mà đi vứt rác nó rất là sạch sẽ và kích thước của nó khá là lớn luôn thì các bác có thể dùng, nó rất là đa di năng. Túi này thì cực kỳ là dai luôn. Dai, các bác có thể cho nước sôi vào không bị gì. Rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là túi rác nhá. Giá sẽ là 50.000 cho 100 cái như này. Kích thước của nó là 45x50 các bác nhá. 45x50 rất là rộng luôn. Đó, vừa nãy em nói là 40x45 nhưng của nó là 45x50 rất là rộng luôn nhá. Đấy, lên cho em là túi rác nhá. Đấy. Túi rác giá thì rất hợp lý, chỉ có 50k trên một bịch như này thôi. 50k trên một bịch nhá. Một bịch này của nó sẽ là 100 cái luôn. 100 cái nói chung là các bác dùng như vậy là một ngày một chiếc thì 3 tháng mới hết một bịch rác như này. Mà 50.000 là quá rẻ. Tính ra mỗi ngày chỉ mất có mấy trăm con thôi, 300 con cũng nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc hàng thương hiệu Cucu. Hàng thương hiệu Cucu thì nó sẽ có về lô màu đỏ, lô màu xanh thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Hàng thương hiệu Cucu này các bác này, rất chất lượng cho bác luôn. Dung tích là 2.5 lít. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái giá của nó thì rất hợp lý nhá. Đấy, bên trong của nó thì sẽ là bằng inox 304 như này. Inox 304 nhá. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng nhựa nhá. Bằng nhựa. Hàng thì của thương hiệu Cucu nhá. Hàng thương hiệu Cucu. Và cái giá của nó thì nó sẽ rất hợp lý cho bác luôn. Bên trong bằng inox. Đấy, giúp cho các bác đun nấu nó sạch sẽ. Thứ hai là bên ngoài bằng nhựa thì giúp cách nhiệt rất là tốt. Và dung tích của nó là 2,5 lít. Đấy, và công suất của nó thì đây. Đấy, đây các bác này. Đây, hàng thương hiệu Cucu này. Điện 220V này. Đấy, 1500W nhá. Và 2,5 lít. Giá thì chỉ có cho các bác rất hợp lý luôn. 100. Các bác lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con ấm như này. Đấy, không thể tin nổi luôn cái giá của nó. Mia, đưa anh ấy kia đi. Cái giá
giá của nó siêu tốt cho các bác luôn nhá, siêu tốt cho bác luôn. Đấy, đưa cho anh kia ấy đi. Giá chỉ có cho các bác là 130.000, đưa cho anh kia van với lấy cái hai đầu luôn. Đấy thì cái giá rất tốt cho các bác luôn, một cái với một cái lấy cái hai đầu luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt các bác nhá, khăn mặt Hàn Quốc này. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bịch như này. Một bịch như này là 10 cái nhá, 10 cái thì giá sẽ là 60k. Còn các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 20.000 là 3 cái, 20.000 3 cái nhá. Đấy 10 cái 60.000 và 20.000 là 3 chiếc. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 50 x 30 nhá, 50 x 30 cm. Đó và một bịch này là 60 cái. Khăn mặt của Hàn Quốc 100% là được làm từ sợi bông tự nhiên, thấm hút nước rất là tốt luôn và dùng rất là mềm mượt nhá. Và cái giá rất hợp lý, 60.000 một chục. Các bác có thể mua để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, rửa mặt rồi dùng đa di năng được hết. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, chỉ có 60.000 một bịch 10 cái, còn mua bán lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái van xả nhá, thì sẽ có cho các bác là van xả một đầu và van xả hai đầu. Đây, hàng bằng inox 304 nhá, inox 304 như này. Con van một đầu này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Con van một đầu sẽ là 55.000 nhá, và con hai đầu này thì sẽ là 75.000. Đó, 75.000 thì nói chung là sẽ có hai cái loại van như này. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Con một đầu này là 55 và con hai đầu này thì sẽ là 75. Giá của nó sẽ là lệch cho các bác là 20.000. Đấy, 20.000. Hàng tất cả đều bằng inox 304, về nhà các bác test nam châm thoải mái luôn. Đó, hàng bằng inox 304 và tất cả đều có gioăng xoáy như này nhá. Có gioăng xoáy như này, các bác có thể xoáy ra để các bác kết nối với các cái gen, các cái đầu nguồn nước khác, hoặc là các bác kết nối qua cái lẫy này cũng được. Bắt buộc có cái lẫy này thì về nhà các bác lắp những cái máy giặt, máy giếc là nó ngoàm ở đây là rất là ok luôn nhá. Lắp nước cho máy giặt các thứ lại, cấp nước máy giặt là rất là ok. Giá thì các bác lên cho em là van một đầu nhá. Con van một đầu này thì sẽ là van một đầu này sẽ là 55.000 nhá. Van một đầu này, van một đầu giá sẽ là 55k cho một con van một đầu như này nhá. 55.000 này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là van hai đầu giá sẽ là 75.000. Đó. Van hai đầu nhá. Van hai đầu giá sẽ là 75k nhá. 75k cho một con van hai đầu như này. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion các nhá, pin li-ion như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đấy. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập vào đây nhá, sập vào đây cho em này. Đó. Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe.
Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này theo là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em một cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đấy. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng theo lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái nhang trầm các bác nhá. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt này. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 100 vòng luôn. Đấy, 100 vòng như này và... giá của nó thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một hộp 100 vòng như này. Chất liệu của nó thì bằng hương trầm tự nhiên nhá. Đấy, bằng hương trầm tự nhiên. Rất là thơm các bác nhá. Đấy. Rất là thơm các bạn. Đấy. Hương trầm tự nhiên rất là thơm luôn. Và một hộp này của nó thì nó sẽ có là 50 vòng đơn. Đấy, và tách ra làm đôi thì nó sẽ là 100 vòng nhá. 50 vòng đơn và tách làm đôi sẽ là 100 vòng. Đó. Thời gian cháy liên tục của nó thì nếu mà các bác để ở cái vị trí nào mà ít gió thì nó có thể cháy từ 2 đến 3 tiếng. Còn nhiều gió thì thấp nhất cũng phải được trên 1 tiếng các bác nhá. Đó, rất là cháy rất là lâu. Đấy thì thời gian cháy nếu không có gió là phải 3 tiếng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một lọ nhang trầm như này. Các bác lên mã giúp cho em là nhang trầm Nhật nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40.000 cho một lọ nhang trầm Nhật như này. Đó. Lên mã giúp cho em là nhang trầm Nhật nhá. Đó. Nhang trầm Nhật này, đó, nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái
vòi đồng tăng áp nhé. Con này thì bên shop lên nó sẽ là vòi đồng tăng áp, tức là nó sẽ là một dòng vòi tưới cây có đầy đủ cho các bác các cái cút nối, cút niếc, các thứ đầy đủ cho bác luôn. Đấy, combo này bao gồm cho các bác là ba cái cút nối này, một con đầu vòi bằng đồng như này, giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, 50.000 cho một cái đầu vòi đồng tăng áp như này. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá của nó sẽ là 50k nhé. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50.000. Đó, kết nối thì về nhà các bác kết nối theo các cái đầu nguồn nước này cho em này. Đó, vòi đồng tăng áp nhé, vòi đồng tăng áp này, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k nhé, 50.000 cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, nó sẽ là một cái vòi như này các bác này. Đấy, các bác thấy không, tăng áp lực nước rất là tốt luôn, và có thể là mình dùng để rửa xe này, tưới cây này. Đấy, rồi rửa sân, rửa sướng này, rất là tiện luôn. Nó sẽ là một cái vòi như này, rất là tiện. Đấy, bằng đồng, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó, đây các bác thấy không, tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, xịt rửa xe, tưới cây, rồi nói chung là rửa sân, rửa sướng đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là vòi đồng tăng áp, giá của nó sẽ là 50.000 cho một bộ vòi tăng áp này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Các bác lên cho em là ổ điện sạc nhanh, giá của nó sẽ là 150.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này. Cầm cho cả cái ổ trắng đây cho anh. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng độ 2m này, một ổ điện này có 3 công tắc này, có 2 chân USB này, và một cái chân sạc nhanh như này. Đấy, thì về nhà các bác có thể dùng để mình sạc nhanh, đặt điện thoại vào đây là có tính năng sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, các bác chỉ cần đặt cho em điện thoại vào đây. Đấy, là có tính năng sạc nhanh luôn. Và sẽ có cho các bác là 4 chân USB nhé, có một cái automat này. Đấy, có gì trục trặc là điện nó sẽ nhảy này. Đó, và có cho các bác là 3 ổ cắm chống trẻ em luôn. Khi các bác trẻ em nó có chọc vào đây, nó không tụt xuống mà phải bấm chọc hai đầu này nó mới tụt nhá. Đấy, rất là tiện nhá, kết nối bằng đồng cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đó, con này thì các bác lên cho em là ổ điện sạc nhanh, giá sẽ là 150.000 nhá, ổ điện sạc nhanh này. Đấy, ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh này, sạc nhanh giá sẽ là 150k nhá, 150k. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái ổ điện trắng này, có lên cho em là ổ điện trắng nhá. Con này thì cũng có công tắc đóng ngắt này, có 4 chân cắm sạc này, và có 6 ổ cắm có đèn báo nhá. 1 2 3 4 5 6 ổ cắm có đèn báo. Dây của nó thì nó cũng dài khoảng là đi dây của nó thì nó cũng dài khoảng 2m nhá. Dây khoảng 2m các bác này. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn, có công tắc đóng ngắt như này. Và con này thì các bác lên cho em là ổ điện trắng nhá. Ổ điện trắng giá của nó sẽ là 120.000. Đó, 120.000 cho con ổ điện trắng như này. Đấy, 120.000 nhá. Dây dài khoảng 2m. Đấy, con này thì cũng rất là ngon luôn. Đấy, và cũng có chống trẻ em nhé, các bác có thể để dưới đất trẻ em nó cũng chọc và thoải mái luôn, không bao giờ chọc được, trừ trường hợp nó chọc hai lỗ, mà chọc hai lỗ thì chỉ có cắm ổ điện thì mới chọc được hai lỗ thôi. Có công tắc đóng ngắt này, rất là chắc chắn cho bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh chắc chắn này, có 3 cổng USB này, các bác có thể để đóng ngắt thoải mái cho bác luôn. Đó, con này thì các bác lên mã giúp cho em là ổ điện trắng nhá, ổ điện trắng giá của nó sẽ là 120.000 cho con ổ điện trắng như này. Đấy, thì có 2 mẫu ổ điện trắng, ổ điện xanh và ổ sạc nhanh. Đấy, dây sạc nhanh. Con này thì lên cho em là ổ trắng nhá. Ổ trắng này. Đấy, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con ổ điện trắng như này. Còn con này thì các bác lên cho em là dây điện sạc nhanh, dây điện sạc nhanh. Giá của nó sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 cho con dây điện sạc nhanh như này. Đó, thì có các mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, dây điện sạc nhanh là 150k nhá. 150k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô, đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 chiếc và giá sẽ là 110.000. Nếu như các bác lấy cả hộp, còn lấy lẻ thì bên em bán là đây, nó sẽ đủ các màu như này nhá, đủ màu xanh đỏ tím vàng như này, xanh đỏ tím vàng như này, đủ màu cho các bác luôn. Và bên shop bán theo combo nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá, sợi than tre hoạt tính, bền đẹp, chắc chắn và dùng thì rất là mềm. Đấy, không bị đau viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng, và có than tre hoạt tính kháng khuẩn rất là tốt luôn. Đấy, kháng khuẩn diệt khuẩn cho các bác rất là tốt luôn. Đây, sợi của nó thì rất là mềm luôn, rất là mềm mảnh tơ nhá. Đấy, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, thì bên shop bán theo combo nhá, bán theo combo. Đấy, thì mua lẻ sẽ là bên shop là bán từ 4 cái trở lên nhá. Đấy, giá của nó sẽ là như sau này. Đó, giá nó sẽ là như sau cho các bác này. Đấy, 20k nhá. 20k là sẽ là bằng 4 cái. Đấy, 4 cái nhá. Đấy, bằng 4 cái này. Đây. 4 cái là bằng 20k này. Đó. 10 cái là sẽ là bằng 40k. Đó.
Và một hộp này là 30 cái nhá, sẽ là bằng 110.000 nhá. 110.000 cho 3 cái bàn chả, 30 cái bàn chả như này. Tiếp theo thì Navesuk tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Đấy, thì nó sẽ là một cái đầu chuyển cưa như này. Về nhà thì nó sẽ có cho các bác là bộ 3 lưỡi cưa nhá. Đấy, bộ 3 lưỡi cưa như này. Đấy. 3 lưỡi cưa như này các bác lắp vào cho em. 3 lưỡi cưa như này nhá. Các bác lắp vào cho em sẽ có một lưỡi cưa gỗ và hai lưỡi cưa gỗ và một lưỡi cưa sắt hoặc là cưa ống nước đều được nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này lên này. Đấy, xoay cái lẫy này. Xoay cái lẫy này các bác lắp cái này vào cho em này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện, và khi các bác lắp cái mũi vào thì nó sẽ chuyển động như này, chuyển động tĩnh tiến như này, và nó sẽ giúp cho các bác là cưa cắt rất là tốt luôn nhá. Và có cái tay cầm các bác xoáy vào đây cho em này. Tay cầm xoáy vào đây, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Giá 80 cành thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên xem là đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa nhá. Đấy. Đầu chuyển cưa giá của nó sẽ là 80k. 80k cho cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây các bác nhá, con này các bác lắp ráp vào sau đó thì mình dùng để mình cưa cắt rất là dễ thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái lưỡi này. Đấy, mình có thể dùng để mình cắt sắt này hoặc là cắt ống nước này. Cắt sắt thì nó cũng không được ngọt lắm đâu các bác nhá. Đấy, chứ mình dùng để cắt ống nước hoặc là cắt gỗ thì rất là ngon. Đấy, con này thì nó thiên về để cho các bác cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, lắp vào cái máy khoan pin thì mình có thể dùng để mình cắt gỗ hoặc là cắt các cái phần cây thanh gỗ và thứ thì đều là ok thôi. Giá rất hợp lý, chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy, thì pin của này, pin của nó sẽ là thuộc dạng là pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ thì ngoài tác dụng là pin đồng hồ thì con này nó còn lắp vào cho được cả mic không dây nhá. Mic không dây mà các bác dùng cái pin con thỏ thì là lắp ok. Đây các bác lắp vào đây sạc cho em này. Giá sẽ là 65.000 cho một bộ như này, bao gồm là cả đốc sạc cả pin luôn nhá. Cả đốc sạc cả pin như này. Giá sẽ là 65.000 thôi nhá. Đấy các bác lắp vào đây cho em để mình sạc này. Đó, 65.000. Pin này của nó thì nó sẽ là dòng pin sạc nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Đó, đốc sạc này. Đốc sạc pin đồng hồ. Pin đồng hồ nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 65k. Từ đây. 65.000 cho cái đốc sạc pin đồng hồ như này nhá. Lên mã cho em là đốc sạc pin đồng hồ. Giá sẽ là 65.000, bên em bán là combo nhá. Bán là cả đốc sạc cả pin luôn chứ không có pin rời đâu, không có pin lẻ đâu. Đấy, 65.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là cả đốc sạc cả pin luôn, còn các bác mua pin rời thì bên em không có đâu. Giá là combo hai món như này sẽ là 65k nhá, 65k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Thì bên shop có hai mẫu, đó là kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc này thì nó sẽ là dòng chuyên chuyên làm trắng răng nhá. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng của nó là lên tới 93% luôn các bác nhá. Đấy. Chuyên làm trắng răng lên tới 93% và giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Các bác lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một hộp như này. Này. Các bác lên mã giúp cho em là kem đánh răng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một hộp như này nhá. 40.000 hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Còn ngoài ra thì bên shop có cái kem đánh răng của Nhật nhá. Kem đánh răng của Nhật thì con này giá của nó sẽ là 60.000 cho một hộp nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá tốt luôn. 60k cho một kem hộp kem đánh răng Nhật như này. Cái này thì chuyên làm gọi là chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Con này thì dung tích của nó sẽ là 170g nhá. Đấy, 170g luôn. 170g nhá. Đấy, con này thì hàng nó sẽ to hơn một chút. Còn con này thì nó chỉ có cho các bác là 120g thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc và 120g nhá. 120g cho kem đánh răng của Hàn Quốc như này. Còn con kem đánh răng của Nhật này thì nó sẽ là 170g và giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một hộp kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá. Khăn bếp giá sẽ là 30.000 cho một bịch như này, bao gồm là 10 cái nhá. 30.000 cho một bịch. Đấy, bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. 10 chiếc như này tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Các bác có thể dùng để mình lau chùi bếp, bàn bếp, ga, rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 30.000. Đấy, mẫu này của mẫu của em hàng mới về nó sẽ là mẫu to và dày dẫn nhá. Lên theo là khăn bếp 30k trên một bịch 10 chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt bếp cô nhá. Đấy, chai xịt bếp này. Thì con xịt bếp này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy, hương của nó là hương chanh, tự nhiên rất là thơm luôn, 500ml các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác cứ lắc đều lên cho em.
lắc đều lên này, sau đó thì các bác xịt lên này. Đấy, nó sẽ là thuộc dạng kem như này. Đấy, xịt lên bếp này, bệ bếp, rồi bàn bếp, rồi các cái vị trí mà nó bị dầu mỡ nhá. Dầu mỡ các bác xịt lên cho em. Đấy. Hương của nó thì là hương cam, hương chanh tự nhiên, rất là thơm nhá, rất là thơm. Và giá thì sẽ là 50k cho một chai xịt bếp như này. Các bác lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Xịt bếp giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt bếp như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, ví dụ như là cái bàn bếp các thứ này, rồi các cái khu vực mà nó bị dầu mỡ nó bám cặn này, trên bàn bếp này, các bác dùng cái này cho em. Xịt là nó sẽ sạch bóng luôn nhá. Đấy. Tẩy sạch cho các bác luôn, đặc biệt là dầu mỡ cái này thì nó chuyên trị dầu mỡ rất là tốt nhá. Các cái cặn bám rồi dầu mỡ trên bàn bếp, bếp ga, rồi nói chung là các cái khu vực nào mà xung quanh bàn bếp nhà mình mà nó bị mỡ, dầu mỡ là các bác xịt hết ra cho em, sau đó thì mình lau đi. Đó, dùng khăn khô mình lau, mình đánh đi cho em là sẽ sạch luôn nhá. Đó, lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 50.000 cho một chai xịt bếp này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tông đơ cắt tóc nhá. Bộ thì sẽ bao gồm cho các bác là một tăng đơ này, một bộ cữ này, rồi một pin này và một đốc sạc như này. Đấy, combo cho bác luôn, dùng cực kỳ là ngon luôn. Con này thì dòng của nó sẽ là dòng không ăn da nhá, không ăn da, cho nên các bác dùng nó rất là đã. Đấy, dùng rất là đã cho em. Đấy. Đấy, khi các bác lắp pin vào mà nếu mà nó không đúng thì các bác đảo chiều đi cho em là ok nhá. Các bác có quyền đảo chiều, không sợ nó bị chập cháy gì đâu. Đây, con này tăng đơ đang chạy này. Đấy, các bác theo. Đây, dùng để cắt tóc, chấn viêm các thứ rất là ok nhá, dùng rất là ngon, và đặc biệt là dòng này nó không ăn da nhá. Cho nên dùng nó rất là thích các bác này. Đấy, rất là khỏe luôn. Đấy, chạy rất là khỏe mà không ăn da như này, các bác có thể đặt tay vào này, ngoáy này. Đấy, thấy rất là ngon luôn nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tung đơ hộp nhá. Tăng đơ hộp giá sẽ là 100.000. Đấy, nó sẽ đựng trong một cái hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tung đơ hộp này. Đó. Tung đơ hộp nhá. Tung đơ hộp giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con tăng đơ hộp như này, rất ok luôn. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái lọ kiến dán các bác nhá. Đấy. Lọ này thì chuyên diệt kiến dán, và các bác diệt kiến cho em là cực kỳ nhạy luôn, diệt kiến là cực kỳ nhạy luôn nhá. Các bác cứ rõ cho em từ 3 đến 5 giọt ra các cái khu vực nào mà có kiến có dán là nó sẽ tự động nó ăn cái mồi này. Đấy, nó sẽ ăn cái mồi này, và nó sẽ, đặc biệt là nó sẽ, khi mà nó ăn cái mồi này rồi thì nó sẽ công về tổ nhá. Công về tổ là nó sẽ cả đàn nó chết, và nó cả đàn nó sẽ bỏ đi luôn nhá. Cả đàn một là chết, hai là bỏ đi, cho nên rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là lọ thuốc kiến nhá. Lọ thuốc kiến em bán 10.000 một lọ, và bán từ 2 lọ trở lên nhá. Đấy, lọ thuốc kiến 10k một lọ, và em bán là từ 2 lọ trở lên. Đấy, chứ còn các bác mua một lọ thì ít quá không bán nhá. Đấy, 10.000 một lọ và bán từ 2 lọ trở lên. Con này thì đây, các bác cứ lắc đều lên cho em này, sau đó thì nhỏ 5-7 giọt và các cái đường đi của kiến hoặc là dán hay chú ẩn là nó sẽ lan truyền ra và chết cả đàn luôn nhá. Lan truyền ra chết cả đàn luôn, 10.000 một lọ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn kim nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn kim. Con này thì bên shop bán giá sẽ là 65.000 và không có pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin giúp cho em. Đó. Cái này thì không có pin đâu. Bên em bán 65.000. Đấy, và không pin. Về nhà các bác tự mua pin cho em, và giá thì rất là tốt cho bác rồi, 65.000 cho một con đèn kim như này. Nó sử dụng cái pin con thỏ to đấy, hoặc là các bác dùng cái pin kèm đốc sạc kia cũng được. Nếu các bác tiết kiệm không muốn mua pin một lần thì mua luôn cái đốc sạc kia cho em là xong. Đó, lắp vào và bật lên này. Đấy, nó rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, khi nó tỏa ra thì con này nó sẽ có rất nhiều chế độ và nó sẽ đảo màu các kiểu, con là điều cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, rất nhiều chế độ nha, và có đảo màu. Đây, các bác này. Đấy. Tắt điện đi nhá, buổi tối thì nó rất là tuyệt vời luôn, lung linh huyền ảo nhá, và nó sẽ đảo màu các kiểu con là điều được luôn các bác này. Đấy, đảo màu các kiểu con là điều luôn. Đó, bình thường thì em đang để nguyên kiện thì nó sẽ là như này, sau này khi mà các bác dùng thì nó sẽ xòe ra một cái hình cầu rất là đẹp luôn. Đấy, tùy theo trọng tâm mà nó sẽ xòe ra theo một cái hình cầu như này, rất là đẹp này. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, nó đảo màu rất là đẹp luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có các cái giải màu này. Đấy, rất là đẹp như này. Và giá thì rất hợp lý nha, các bác có thể deco để trang trí ở phòng ngủ, phòng khách này. Đấy, rồi deco trang trí ở đâu cũng được. Đấy, nó sẽ đảo màu như này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, và bình thường thì khi mà các bác về thì để một thời gian nó sẽ xòe ra nhá. Đây, em đang để nguyên đai trong túi như này. Đấy, thì nó sẽ dồn vào. Đấy, đây các bác nhìn lên cho em là đèn kim.
giá sẽ là 65.000 nhá, 65.000 và không có pin nhá, không có pin. Đó, 65.000 thì không có pin. Về nhà các bác có thể mua kèm với cái đốc sạc kia bên em đang bán là ok. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bật lửa các bác nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Nó sẽ có cho các bác là hai màu đây. Đấy, có màu vàng và màu bạc như này. Đấy, về nhà thì con này thì nó sẽ có sẵn các bác lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo nó sẽ có cho các bác là hai màu vàng và màu bạc như này. Đấy, con này là màu bạc này. Đấy, con này là màu vàng này. Đấy, màu bạc màu vàng rất là đẹp cho bác luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat nhá, hình con rồng có đính viên ngọc rất là đẹp này. Đó, đính viên ngọc rất là đẹp luôn. Thì sẽ có hai cho các bác là hai màu như này. Và dòng này của nó sẽ có sẵn ga này các bác này. Đấy, có sẵn ga này. Về nhà các bác cứ bật này cho em là xong. Hết ga thì mình bơm ga vào cho em nhá. Hết ga mình bơm ga vào cho em. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Lên cho em là bật lửa Zippo, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con nhá. 90.000 cho một con. Lên cho em là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo giá sẽ là 90.000. Đó. Bật lửa Zippo này. Zippo giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con bật lửa Zippo coi nhá. Đó. Bật lửa Zippo giá sẽ là 90.000. Đó, đây. Lên cho em là bật lửa này, bật lửa Zippo nhá. Zippo giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho con bật lửa Zippo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con đó là bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy khóa này, các bác gạt cái lẫy khóa ra này. Đấy. Để bắt đầu bấm này. Đấy. Sau đó thì các bác sẽ có điều khiển to nhỏ này, to nhỏ ga ở đây này. Đấy, rất là ngon cho các bác luôn. Đó. Đây. Có tự đánh lửa tự động nhá, các bác chỉ cần bơm ga vào đít này cho em, bơm ga vào cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đó. Bật lửa đại ca. Đó. Bật lửa đại ca này, đại ca giá sẽ là 180.000 nhá. 180 cành. Đó. Bật lửa đại ca giá sẽ là 180.000. Lên cho em là bật lửa đại ca giá sẽ là 180.000 nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão, con này thì dùng rất là ngon. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, và khi mà mình rút lên thì nó sẽ có ánh sáng nhá. Rút lên nó sẽ có ánh sáng như này. Thả xuống thì nó sẽ tắt này, rút lên nó sẽ sáng này, rất là tiện nhá. Và có pin năng lượng mặt trời này, có pin năng lượng mặt trời đây. Đấy các bác này, đấy nó đang sáng này. Đấy, đang sáng thôi cho. Xoay ra cái hướng đủ ánh nắng là nó sẽ sáng này. Đấy, thế. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái quạt như này nhá, một cái quạt như này. Rất là tiện này, để các bác bấm vào đây. Quạt sẽ chạy này. Gió rất là mạnh ù luôn nhá. Ù gió rất mạnh luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, con này thì rất là tiện dụng cho bác sử dụng và nó cắm sạc trực tiếp luôn. Các bác cắm sạc trực tiếp điện 220 không phải củ gì cả. Có dây sạc rồi. Về nhà các bác cứ thế là cắm sạc vào cho em thôi. Lên mã giúp cho em là đèn bão nhá. Giá thì chỉ có 150.000 cho con 100.000 cho con đèn bão này thôi. Mưa gió bão bùng mất điện mất tiếc hoặc là lúc cần các bác lôi ra mình sử dụng rất là tiện, mất điện nhà có trẻ em dùng rất là ok. Quạt này nếu các bác sạc đầy nó phải chạy được khoảng từ 3 đến 5 tiếng nhá. Lên cho em là đèn bão này. Đèn bão giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho con đèn bão như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô bóng đèn nhá. Bóng đèn thì nó sẽ có là đèn 5 cánh và đèn 8 cánh nhá. Đấy. Con đèn 5 cánh này thì sẽ là 120.000, 120.000 nhá. Đấy. Đây con này nó sẽ là mẫu 5 cánh này. 5 cánh 100W. Đây, con này một công suất của nó là 100W, siêu sáng luôn. 5 cánh 100W. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá, đèn 5 cánh này, có lên cho em là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Công suất là 100W đây các bác này. Đấy, em đang sử dụng đây. Rất sáng luôn coi nhá, sáng trưng luôn đây các bác này. Đấy, sáng lắm. Đấy, một con đèn 5 cánh coi nhá. Đây con này là 5 cánh này, rất sáng luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho bác một cái mẫu khác, đó là cái mẫu 8 cánh nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là dòng 8 cánh này. Đấy, nó sẽ là 8 cánh như này và các bác có thể gấp gọn vào cũng được và dở ra như này rất là tiện ích này. Con này là sẽ là 8 cánh cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng chỉ có cho các bác là 190.000 nhá. Lên cho em là đèn 8 cánh này. Đấy, đèn 8 cánh. Giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Đấy, con này thì cũng rất là tiện dụng cho các bác có thể mình sử dụng khi mà mình có công việc này hoặc là gia đình mình cần thì sử dụng các cái công việc gì thì mình sử dụng cho em. Nó rất là tiện. Không dùng nữa thì mình lại gấp gọn vào cho em nhá. Gấp gọn vào. Mình có thể cất đi hoặc là mình để trực tiếp. Đấy, rất là tiện. 8 cánh này thì công suất là 200W và giá sẽ là 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy xay khô nhá. Có lên cho em là máy xay khô. Con này thì
Nó sẽ là 700ml. Đấy, cái phần đựng này của nó là 700ml các bác nhá, 700ml như này. Đấy, và cái công tắc này của nó thì nó nằm ở cái quai này luôn. Các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, thân của nó bằng inox nhá. Hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô 120.000. Máy xay khô này. Máy xay khô 120k, các bác có thể dùng để mình xay các cái loại được hết luôn nhá. Các loại đều được hết luôn. 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy. 120.000 các bác có thể dùng để xay các loại hạt, ngũ cốc, ngũ kiếc, nói chung là đa di năng được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con máy xay khô như này. Đây các bác này. Con này thì nó sẽ là hàng 250W, điện 220V, xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều đều được hết nhá. Rất là ngon luôn. Giá chỉ có cho các bác là 120.000 cho con máy xay khô như này thôi. Đấy, rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá, rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8L nhá, 1.8L. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS, giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8L nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt như này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng
Rồi còn thằng cu này thì không có khay hấp nhá, và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm cúc cu nhá. Đấy, nồi cơm cúc cu, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là, à nồi Sáp là 500, còn nồi cúc cu, lên cho em là nồi cúc cu nhá. Nồi cúc cu này, nồi cúc cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi cúc cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi, thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây, phát lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là, nồi Sáp thì sẽ là 500, và nồi cúc cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó, hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy, dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là, nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các này. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi, cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó, bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này.
xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này, rửa sân thì cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây, xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, em lại quay trở lại và lợi hại hơn xưa các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy thì đầu tiên em lên cho các bác đó là cái bộ nồi 3 món nhá. Bộ nồi 3 món. Đây. Thì bộ này sẽ là giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đó, hàng của Nhật. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là bộ nồi 3 món này. Bộ nồi 3 món nhá. Bộ nồi 3 món. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bao ship cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác, đầu tiên đó sẽ là một cái con nồi đây. Đấy, đế này của nó thì các bác có thể đun được tất cả các loại bếp luôn, tất cả các loại bếp luôn. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Đế này đun được tất cả các loại bếp luôn. Đấy, bếp từ, bếp halogen, bếp hồng ngoại đun được hết nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 20 cm nhá, 20 cm. Đó, chính xác là 20 luôn. Tiếp theo đến một con to hơn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 24 cm nhá, 24 cm. Đó. Đấy, và tiếp theo là một con đường kính to thì con này sẽ là 28 cm nhá. Con này 28 cm thì các bác có thể đun nấu các cái thứ khác thoải mái được luôn. Đấy. Đây, đun nấu thoải mái các cái chất liệu. Đấy, rất là ok nhá. Đấy, đây, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Và kính của nó thì vung này nó sẽ là vung kính cường lực nhá. Đấy thì khi bên em gửi cho các bác là chưa có nắp cán đâu. Về nhà các bác tự lắp cán vào cho em nhá. Đấy. Kính vàng, kính cường lực nhá. Kính vàng, kính cường lực. Và bên em chưa có lắp cái núm, về nhà các bác lắp cái núm vào cho em. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật và cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây về nhà cái cán này, về nhà thì các bác chỉ cần là xoáy ốc của cho em là xong thôi. Đấy, xoáy ốc của cho em nhá. Cái quai cầm này về nhà các bác xoáy ốc của cho em là xong này. Đó, tất cả của nó đều bằng inox hết nhá. Bằng inox sáng bóng hết các bác này, rất là đẹp luôn. Bền bỉ không lo bị bong chốc gì xét các bác nhá. Đấy. Và kính của nó thì nó sẽ là kính cường lực như này. Đấy. Nó sẽ là một cái bộ nồi cực kỳ là giá trị cho các bác luôn. Đó. 450.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi 3 món nhá. Bộ nồi 3 món. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là một mẫu là con nhỏ nhất là 20 cm, con nhỡ này là 24 và con to này sẽ là 28 cm nhá, 28 cm. Đó. Thì lên cho em là bộ nồi 3 món nhá. Bộ nồi 3 món giá sẽ là 450.000. 450.000 cho bộ nồi 3 món như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhá. Đó. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn đây. Đấy, đây các bác này. Đây. Germany các bác nhá. Germany này.
đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái bếp. Các bác lên mã giúp cho em, đó là bếp nướng nhá, bếp nướng hàng của thương hiệu Sunhau này. Đấy, hàng của thương hiệu Sunhau đây, bếp nướng điện nhá, bếp nướng điện hàng của thương hiệu Sunhau này đó. Bề mặt có phủ chống dính đá hoa cương nhá, đá hoa cương đó, đây rất chất lượng cho bác luôn. Siêu bền và kháng khuẩn, công suất của nó sẽ là 1500W và nó sử dụng điện 220V nhá. Lên mã giúp cho em là bếp nướng nhá. Đây thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ là một con bếp như này. Đấy thì em sẽ đo cái kích thước cho các bác xem. Chiều dài của nguyên bếp là 39 nhá, và chiều rộng của bếp là 23. Đó, 39 23 các nhá. Đấy. 39 và 23 đây các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Sunhau nhá, hàng thương hiệu Sunhau này. Đó, có điều chỉnh nhiệt độ này. Các bác dùng để mình ăn đồ nướng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy. Sử dụng điện 220V, công suất của nó là 1500W nhá. 1500W rất là đẹp các bạn. Rất đẹp, dày dẫn và chắc chắn. Bề mặt có tráng đá hoa cương chống dính. Đấy thì khi các bác sử dụng thì mình dùng để nướng thực phẩm, nướng đồ ăn là rất là ok luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Lên theo là bếp nướng Sunhau nhá, bếp nướng Sunhau bao nhiêu nhỉ? 350.000 bao ship tại nhà cho các bác luôn, rất rẻ các bạn. Đó. Bếp nướng Sunhau. Lên theo là bếp nướng Sunhau nhá. Đó, bếp nướng này. Bếp nướng giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Bếp nướng 360k nhá, 360k và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đó, bếp nướng các bác nhá. Các bác này. Đó. Đấy các bạn này, đấy, dùng nướng rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy, rất là ngon luôn. Lên mã cho em là bếp nướng Sunhau nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là 5 thìa như này. Hàng cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái hộp bao gồm cho bác là 5 cái thìa như này nhá, 5 cái thìa như này. Thìa thì rất là to, đẹp, dày dẫn và chắc chắn nhá. Đó. Các bác lên cho em là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức này. 1 2 3 4 5. Giá sẽ là 60k cho 5 chiếc thìa như này nhá. 60.000. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức này, đó. Hộp thìa Đức. Hộp thìa Đức giá của nó sẽ là 60k. 60.000 cho 5 chiếc thìa như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, 60.000 cho 5 chiếc thìa như này nhá. Lên cho em là hộp thìa Đức này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy súng thư giãn nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là nó hình khẩu súng như này. Các bác lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, đây các bác này, nó sẽ là một cái hình khẩu súng như này các bác này. Đấy, một hình khẩu súng như này. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn này, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Con này thì nó sẽ là một con súng rất là ngon lành cho các bác này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay súng như này này. Đấy. Một cái tay súng như này. Đây các bác này, một cái tay súng như này. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Và kèm cho các bác là 4 đầu nhá. Các cái đầu massage khác nhau. Khi các bác sử dụng thì nhấp lì này chứ em. Nhấp lì này thì nó mới lên nhá. Nhấp lì này. Đấy. Sau đó các bác sử dụng này. Đó. Và nó sẽ có chế độ là cảm biến, khi mà các bác sử dụng ấy thì mình càng nhấn mạnh thì nó càng chạy mạnh, còn khi mình thả lỏng ra thì nó lại chạy nhẹ hơn. Đó. Các bác có thể dùng để massage tay này, cổ này, vai, gáy rồi các cái vị trí đều được nhá. Đấy. Rất là ngon các bác này. Đó, đây. Đấy. Massage tay, bắp chân rồi cổ, vai, gáy đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Có kèm cho bác một cái cáp sạc như này thôi. Về nhà các bác cắm cái cục sạc điện thoại của mình. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 nhá. 170.000 cho con súng thư giãn như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái
đèn thần tài nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài. Con này thì rất là tiện luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lên nhanh thôi. Thì hướng dẫn sử dụng thì rất đơn giản thôi. Về nhà thì cái phễu này, cái đèn này còn đang lắp ngược này, về nhà các bác lắp xuôi vào cho em như này. Đấy, chỉ cần nhấn này là xong. Đấy, và bật cho em cái công tắc này lên này, bật công tắc lên, nó là đèn đỏ lên. Và khi sử dụng thì mình phải đập này nhá. Đấy, các bác đập nhẹ này. Đấy, đập nhẹ này là nó sẽ lên đèn nhá. Đấy. Đây, đập nhẹ này. Các bác đập nhẹ này nó lên này. Đấy, con này nó đang hết pin nhá, để em cắm sạc. Về nhà nó hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em nhá. Đó, có những con mà nó sẽ là bị hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Thì hàng nó vận chuyển về nhiều khi nó hết pin là bình thường các bác nhá. Đó. Các bác lắp vào cho em này, sau đó thì bật đèn lên này. Sau đó thì các bác chỉ cần vỗ nhẹ này nó lên này, đấy. Vỗ nhẹ này nó tắt này, Phương. Vỗ nhẹ này nó lên này, đấy. Vỗ nó tắt này, vỗ nó lên này. Vỗ nó tắt này, rất là tiện nhá. Các bác vỗ lên trên mặt này được mà vỗ ở ngang được, vỗ ở đông được. Cứ vỗ vào nó là nó lên và vỗ vào nó là nó tắt nhá. Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Các bác chỉ vỗ nhẹ này nó lên rồi. Đây, lên này, tắt này, lên này, tắt này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá chỉ có 60.000 thôi. Không dùng nữa mình tắt thẳng đi mấy công tắc này đi. Còn khi mình sử dụng thì phải bật cái công tắc này lên trước, sau đó thì vỗ nó mới lên nhá. Đấy, nó có cái công tắc ở đây nhá. Nếu bật công tắc không mà không vỗ nó không lên đâu. Đấy, phải vỗ nó mới lên. Đấy, chạm nhẹ nó mới lên luôn nhá. Giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Có hai màu, màu đỏ và màu xanh, cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Đấy, đèn thần tài. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một con đèn thần tài như này nhá. Đèn thần tài này. Đèn thần tài, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá, cọ nồi. Giá thì có cho các bác là 15.000 cho một cái cọ nồi như này thôi. Giá sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. Đấy. 15.000 cho một chiếc cọ nồi như này. Con này thì rất tiện. Các bác có thể dùng để mình kỳ cọ xoong nồi này, rồi rửa bát, rửa đũa đều ok hết nhá. Các bác không cần phải động tay vào luôn. Đấy, ví dụ đây là cái đĩa này, các bác chỉ cần cầm này thôi. Cầm này mình chà đi cho em này. Nó rất là tiện nhá. Các bác có thể rửa bát, rửa đũa, đánh kỳ cọ xoong nồi, nồi niêu, mâm ấm, chậu chảo đều được hết. Và các bác xoáy cái này ra, đổ dầu rửa bát vào đây. Đấy, khi nào dùng thì mình nhấp cái này là nó sẽ tự ra. Đấy, thì hết mình lại đổ, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 15.000 cho một chiếc cọ nồi này thôi. Lên mã giúp cho em là cọ nồi nhá. Giá của nó sẽ là 15.000. Đó. Các bác lên cho em là cọ nồi. Cọ nồi, giá của nó sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Và lấy từ 3 chiếc thì sẽ là bằng 40.000 thôi. 40.000 cho 3 cái như này. Các bác mua cả 3 cái về mình dùng dần luôn. Cọ nồi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là hộp khoan đỏ nhá. Đấy, hộp mũi khoan đỏ, lên cho em là mũi khoan đỏ này. Đấy, mũi khoan đỏ thì đây nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ là sắc bén cho các bác luôn. Các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan gỗ, khoan nhựa đều ok hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là khoan đỏ nhá, khoan đỏ này. Đấy. Hộp khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho một cái hộp mũi khoan đỏ như này. Bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bình xịt nhớt nhá. Hàng thương hiệu Kabushi Japan này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 250ml. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt rất là ok. Đó, tra dầu, tra nhớt các thứ rất là ok luôn. Rất tiện ích các bác nhá. Đấy. Cơ chế của nó thì cơ chế là tự đóng, thì khi nào các bác bóp thì nó mới ra. Đấy, các bác bóp nó mới ra nhá. Bóp này nó mới ra này. Đấy, còn nó luôn luôn là tự đóng này. Và vòi của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng vòi ngoắt nghéo như này, để các bác có thể đưa vào các cái vị trí khó đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình xịt nhớt nhá. Bình xịt nhớt, giá thì chỉ có 40.000 cho một con bình xịt nhớt này thôi. 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này nhá. Bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000, rất rẻ các bác. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này thì bên shop sẽ bán là 15.000 một chiếc như này. Còn bác nào lấy từ 3 chiếc thì bên em bán chỉ có 30.000 thôi. Tức là mua từ 3 cái trở lên là sẽ là 10.000 một cái, còn mua lẻ sẽ là 15.000 nhá. Đấy, lẻ sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì sẽ là 15.000 một cái. Dao thì rất là sắc này các bác. Đấy, dao thì rất là sắc luôn các bác nhá. Các bác dùng để mình dọc giấy này hoặc là dùng làm các công việc khác cũng đều ok và giá rất hợp lý luôn. Mua lẻ sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì sẽ là 10.000 một cái nhá. Đấy, 30.000 cho 3 cái, rất hợp lý cho bác luôn.
Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Công suất của nó sẽ là 3000W nhé, 3000W sử dụng điện 220V và siêu bền bỉ luôn. Có hai chế độ nhá, một chế độ là nguyên gió không và một chế độ là nóng nhá, chứ không có làm mát đâu có nhá, không có, không phải là làm mát đâu. Đấy, dây của nó cũng khá là dài luôn. Lên trên là máy sấy tóc Philips nhá. Đấy, hàng thương hiệu Philips, công suất 3000W, nóng cực kỳ nhanh luôn và giá rất hợp lý nhá. Lên trên là sấy tóc Philips này, đó. Sấy tóc Philips, giá của nó sẽ là 130.000, 130k cho con máy sấy tóc Philips như này. 130.000 các bác nhá. Giá rất hợp lý thôi. Công suất của nó thì 3000W. Khá là mạnh luôn nhá, khá là mạnh luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái con sấy tóc loại đây, nó sẽ là con sấy tóc loại mini như này. Qua lên cho em là sấy tóc mini nhá. Hàng của thương hiệu Toshiba này. Đấy. Con này thì cũng có hai công tắc, một công tắc gió và một công tắc nhiệt. Đấy, và công tắc như này. Đây. Các bác lên cho em là sấy tóc Toshiba nhá, sấy tóc Toshiba. Đó. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho bác với giá đó là 60.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này. Đấy. Con Toshiba này còn nhiều không? Toshiba này còn nhiều không? Đấy thì hôm nay lên thanh lý cho các bác cái giá rất tốt nhá, chỉ có 60k cho một con máy sấy tóc Toshiba như này thôi. Đó, 60.000 máy sấy tóc mini Toshiba. Đó, lên cho em là sấy tóc mini nhá, sấy tóc mini giá sẽ là 60k. Đó, sấy tóc mini giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60.000 cho một con máy sấy tóc mini như này. Đó. Rồi ok.